Pháp Bảo Nguyện Cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính lãnh lễ tăng thượng tọa Minh Hạnh Đạt Từ Bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giác, và cảm ơn cô Hòa Nguyệt, cảm ơn đạo tràng cho như pháp được biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu và sư phụ Giác Đẳng. Nhờ vào đạo tràng, chúng con thành kính lãnh lễ dân cung thỉnh Hòa Thượng Tỳ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến ngài. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Ở kính bạch chư tâm đức, kính thưa ở quý Phật tử, nói với một vị hoàn toàn giác ngộ, một vị chánh đẳng giác như Đức Phật, thì không còn cái tiền thiên tật hay cái lỗi lầm. Quý mà ác ma cũng đã cất công 7 năm theo dõi để tìm cái khuyết điểm, và khi tìm không thấy, ác ma hiện ra trước mặt Đức Thế Tôn và chất vấn một vài ba điểm, chất vấn ba điểm. Cái thái độ đó của ác ma chỉ làm cho ác ma thêm thất bại, chứ không có thể nào mà để làm cho Đức Phật để có cái khuyết điểm như là nổi nóng cũng có. Đầu tiên thì ác ma hỏi ngài, ngài sống ở trong rừng do ngài buồn phiền mất của hay là phạm pháp gì đó? Thì Đức Phật đã trả lời, cha ác ma, câu hỏi thứ hai nè ác ma, muốn vẽ hết Phật khi nói rằng nếu mà tâm ngài còn suy nghĩ là tôi là của tôi thì như vậy ngài chưa có thoát khỏi tai tai tai. Nhưng mà rồi Đức Phật ngài cũng đã trả lời cho ác ma biết, cuối cùng thì ác ma lại chứng kiến ngài, ngài đã giác ngộ thì ngài hãy hành trình một mình, thế sao ngài đi dạy người khác làm chi? Quý vị thấy ác ma có những cái trịch thuật như thế. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe
ý nghĩa rộng rãi hơn qua cái lời trình bày của Thượng Tọa Pháp Đăng Vị Giảng Sư trong ngày thứ tư. Và bây giờ thì xin mời cô tu nữ Dư Pháp đọc cho chánh văn, sau đó xin cùng tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Nam mô Bổn Thầy. Hòa thượng thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa thượng Tị Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay, và cảm ơn cô Hoàng Nguyệt. Và con xin được phép được đọc Phật chánh văn. Bài 4: Ma tìm lỗi ở Phật. Kinh 7 năm theo dõi. Sattavasa Nubban Thasuttan. Chương 4: Tương ưng ác ma phẩm thứ 3. Các bậc chánh đẳng giác được gọi là những đấng trọn lành, vì các ngài không có bất cứ sở hành sai quấy nào dù sống một mình nơi thanh vắng. Ngay cả những tập tính không đẹp từ nhiều tiền kiếp, tiền kiên tật cũng không có ở chư Phật. Ác ma không phải chỉ theo dõi sát Đức Phật từ lúc thành đạo, mà kể từ ngài rời khỏi hoàng cung xuất gia. Có lẽ trong thế gian này không ai khác có thể làm điều như ác ma đã làm đối với Đức Phật, là bám sát để tìm lỗi trong thời gian dài. Thế nhưng ác ma đã thất vọng vì không thể tìm một khuyết điểm nhỏ nhặt nào ở bậc ứng cúng hoàn toàn thánh tịnh. Một điểm nên lưu ý của bài kinh này là một bậc không còn ngã chấp hay tầm cầu sở y thì không có sở hành bất thiện. Kinh văn: Như vậy tôi nghe một hở Đức Thế Tôn trú ở Uruguela trên bờ sông Neranchara dưới cây đa của những người chăn dê. Bây giờ ác ma theo Thế Tôn suốt 7 năm với hy vọng tìm ra khuyết điểm nhưng không tìm được. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn nói với ngài kệ ngôn: U sầu thiền trong rừng, mất của hay muốn của, hay phạm pháp trong làng, sao không bạn với ai, sao không người thân thích. Thế Tôn: Gốc u sầu nhổ sạch, vô tội ta thiền lạc, đoạn tận mọi hữu tham, vô nhiễm ta thiền tịnh, hỡi bà con phóng túng. Ác ma: Cái họ gọi của tôi và ai nói của tôi, nếu tâm ngài nghĩ thế chưa thoát ta sa môn. Thế Tôn: Cái họ gọi của tôi, ta không là người nói, hỡi ác ma nên biết đường ta ngươi chẳng thấy. Ác ma: Nếu ngài đã liễu đạo an ổn đường bất tử, hãy hành trình một mình cỡ chi dạy người khác. Thế Tôn: Những người đến bỉ ngạn hỏi cảnh giới bất tử, được hỏi ta trả lời chân lý vô sở y. Thưa ngài, giống như tại một hồ sen không xa làng hai thị trấn có một con cua. Rồi có một nhóm bé trai bé gái rời làng đi tới hồ ấy. Họ bắt con cua ra khỏi nước và bỏ trên đất. Khi con cua duỗi ra càng hai chân nào thì bọn trẻ bẻ gãy cái đó và đập nát với gậy hai đá. Đến lúc con cua không còn càng hai chân để bò trở lại hồ nước. Cũng tương tự như vậy, thưa ngài, tất cả những xuyên tạc, chống phá, cáo buộc tôi đã bị ngài đoạn trừ. Bây giờ tôi không thể đến gần ngài để tìm những khuyết điểm lỗi lầm. Rồi ác ma trước mặt Thế Tôn, trong nỗi thất vọng nói lên kệ ngôn: Như quả liễn hư không, thấy đá tượng miếng mỡ, nghĩ tìm được béo bở có lẽ ngon thịnh soạn. Nào ngờ chẳng gì ngon, quả rời bỏ chỗ ấy, như quả với hòn đá, buồn bỏ Gotama. Sau khi nói lên những kệ ngôn trước mặt Thế Tôn, ác ma từ chỗ ấy bỏ đi, đến ngồi một chỗ không xa Đức Thế Tôn.
trong tư thế kiết già, thụt vai, cúi đầu, rũ rượi, xấu hổ, im lặng, dùng gậy cào trên đất. Thích văn: So ka watino nuwanam hichai yasik. Có phải vì sầu muộn ngài thiền định trong rừng? Quýt tăng nu chi nơ udapat thaya nơ. Vì mất mát của cải, hay mong muốn của cải. Agumnugamasmimakasikinchi. Hai đã phạm tội gì ở trong làng? Kasvachanenanakarosikhatkin. Sao không làm bạn với ai? Satkhinasambhachatikkenakiteti. Sao không có quan hệ thân thiết gì? Sơ cách xa mù lăng Balika giác sắp băng. Đã nhổ sạch tất cả căn cội sầu muộn. Anagucchayami Asochamano. Vô tội ta thiền định không ưu phiền. Chê tò nó sắp băng phá qua lơ hóa chấp bằng. Sau khi cắt đoạn tất cả tham cầu sanh hữu. Anna sa vô cha ya mi ma ma ta bàn thù ti. Ta thiền định vô cấu, hỡi bà con của phong túng. Dân qua đàn ti ma ma dân ti. Cái gì họ gọi đó của tôi. Về qua đàn tí mâm mành tí chát. Những ai nói của tôi. Ê thắc chê tê mân nâu ách thi. Nếu tâm người còn ý niệm ấy. Nà nê sa mân nâu mất khắc si tí. Thời vẫn chưa thoát khỏi ta hỡi sa môn. Dân qua đàn tí nát tăng mây hăng. Cái đó, cái họ gọi đó là của tôi. Về bát đành tí nát tề a hằng, ta không là người nói vậy. Ê quăng ba mê má cha na hí, người nên biết như thế hỡi ác ma. Đa mê mắt gầm bí đát khá si tí, ngay cả đường ta đi ngươi cũng không thấy được. Sa chê mắt gần an nước bút thăng. Nếu ngài đã tìm ra chánh đạo, khê măng amataga ni năng an ổn dẫn đến bất tử. Abe hi gacha tòa mê quê khô, hãy đi và độc hành. Kimana anusa sasi ti, cớ gì phải chỉ dạy cho người khác. Amat chư thầy rằng quýt chành đi, có người, có những người ngang đến bờ kia. Về cha nà bà ra gà mi nơ, tìm hỏi về cảnh giới vượt ngoài sự chết. Tê sa hăng bích thô, át kha mi, khi được hỏi thì ta giải thích. Văn sách chăng tăng ni rù, bát thiền tí, chân lý vô sở y. Mê đá quanh nành cha ba sa năng hòa gia sơ anu ba ri gia a. Con quả lượn quanh hòn đá tưởng đó là miếng mỡ. Áp hát tha mu đừng vinh đề ma a di a sa đa na si ya. Nó nghĩ là mềm mại thơm ngon. Anh lắp thà tát thà át xà đăng, nhưng ở đó không được vị ngon gì. Qua gia xét tờ áp bát khá mê, con quả bỏ ra đi. Ca cơ quát xê lá ma sách chá, như quả mổ hòn đá. Niếp bích chà bê ma gô ta ma tí, ta thức giọng rời gô ta ma. Thích nghĩa: Sớ giải nói về con số 7 năm gồm 6 năm Đức Bồ Tát tu khổ hạnh
và 100 thứ nhất sau khi thành đạo. Nói chính xác thì câu chuyện này xảy ra vào tuần lễ thứ năm sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Chữ Otarapekkha ít khi tìm thấy trong kinh điển mang ý nghĩa tiếp cận, tìm lỗi để chỉ trích. Sớ giải chỉ rằng Otara mang ý nghĩa quy quát ra, tiếp khuyết. Cuối cùng của bài kinh này có dị bản thú vị. Theo Tam Tạng Tích Lan thì đoạn này khởi đầu cho bài kinh theo kinh Ma Nữ, còn Tam Tạng Niên Điện thì ghi là thuộc phần sau cũng bài kinh này. Không có sai biệt trong kinh văn, hai bài kinh có thể gom chung thành một câu chuyện. Bản dịch do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy rộng bài học ngày hôm nay. Dạ con kính nhân mít đến sư. Alo. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ ngày Hòa Thượng Giác Giới, ngày Hòa Thượng Giác Đẳng, ngày Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tề Tri, đại đức Tề Đức Xương Thông, cùng với chư tôn đức tăng, kính chào với bà cô thượng nữ thần giáo quý Phật tử. Bữa hôm nay thì chúng ta thấy nói về một cái giai thoại và ác ma đã đi theo. Có nghĩa là đi theo không phải là đi theo đâu quý vị, mà dùng cái tâm để theo dõi. Thường thường thì chúng ta biết ác ma thì có cái tha thâm thông, có nghĩa là tâm của ác ma biết được tâm của người khác khi mà ác ma hứa tâm tới. Và thì chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát khi mà Ngài chưa thành Phật thì Ngài là một vị Đại Bồ Tát, và Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm cái ánh đạo vàng, hay là cái chân lý tứ thánh đế và bát thánh đạo, hay là 37 phẩm bồ đề trợ đạo. Và Ngài đã bỏ tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, từ bỏ lầu son gấp tía để Ngài xuất gia. Và chúng ta thấy rằng khi mà Ngài xuất gia đó thì ác ma đó đã theo dõi Ngài, theo dõi từng ngày như vậy, để coi Ngài còn có thối thất hay không. Nếu mà thối thất thì thường thường quý vị biết rằng thối thất thì thường thường mình suy nghĩ đến cái việc mà rẽ cái con đường giác ngộ. Có nghĩa là mình không suy nghĩ đến cái sự giác ngộ giải thoát, mà mình suy nghĩ đến một cái chuyện khác. Như vậy thì ác ma để thừa cái cơ hội đó để tấn công Ngài. Nhưng mà ác ma dù có tìm mỗi ngày như vậy, nhưng mà ác ma cũng không tìm thấy được một cái chút gì mà Ngài rẽ cái con đường và chỉ muốn thành bậc đại giác mà thôi. Thì chúng ta biết rằng đối với một vị Phật tổ đó, thật sự là một cái thời gian tu tập cực kỳ khó khăn. Khó khăn là gì quý vị? Ngài từ bỏ rất là nhiều kiếp làm vua chúa, làm chư thiên, để Ngài sống trong rừng và Ngài thành tựu bát thiền ngũ thông. Có nghĩa là 8 cái thiền, 4 thiền sắc, 4 thiền vô sắc và những cái loại thần thông đó. Thì những vị Bồ Tát á, thường thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài kể về trong Kinh Bổn Sanh, và kể về những cái câu chuyện mà Ngài sanh ra cha mẹ, hoặc là những người dùng đủ cách để dụ dỗ để Ngài quần tục. Thì quý vị nghe nhiều cái câu chuyện là có những kiếp Đức Bồ Tát Ngài sanh ra đó, Ngài sanh ra, và những cái người mà họ cầu tự đó thì sanh ra như là Đức Bồ Tát Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Cùng Một Liên, Ngài Ananda, là những người mà có anh em, có bà con dòng tộc, có những người thân thuộc, hoặc là có vua chúa, rồi quần thần trung thành chúa, là những cái câu chuyện mà Đức Phật của chúng ta khi mà Ngài còn trong vòng luân hồi đó thì Ngài kể lại những cái câu chuyện đó. Và những cái câu chuyện đó thì bất luận cái câu chuyện nào đó,
ngài cũng tận dụng được những cái câu nói, những cái lời nói. À, nên thường thường quý vị nghe nói ngài chỉ cần nói một cái câu nói mà ông đã đi xuất gia rồi hả, thì ngài cũng tận dụng cái câu đó để ngài đi xuất gia. À, không phải giống như chúng ta. Nên thường thường một cái người mà có cái việc tâm tu tập đó, thì chúng ta biết là cái cảnh thiện và tâm thiện sanh khởi. Cái cảnh thiện đó có thể là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. À, tâm thiện là cái tâm muốn tu tập, muốn tu tập, muốn bổ túc những cái pháp ba la mật. À, nên từ bỏ những cái quyền lực hay là gian sơn hay là của cải tài sản, để rồi dấn thân vào cái con đường tu hành, gọi là thiền định, để đào luyện cái tâm của mình. Nên thường thường quý vị thấy rằng đối với một vị chánh đẳng chánh giác đó, cái nhất thiết chủng trí đó, là cái trí của vị Phật chánh đẳng chánh giác, vị Phật độc giác hay vị Phật tinh văn giác không có, hay là đại bi định trí, song thông trí, quyền lực thắng trí, y cư thì miên phiền não trí đó. Và cái ngài biết được cái căn tánh của chúng sanh, ngài biết được tánh chúng sanh thượng căn hạ căn, có nghĩa là ngài biết được cái căn tánh, ngài biết được các cái quyền tính tấn niệm định tuệ, quyền của ai mạnh yếu trong ngũ quyền đó, và ngài biết được những cái tùy miên phiền não, như là tham dục tùy miên, sân độc tùy miên, hôn trầm tùy miên, hoặc là tạo cử tùy miên, những cái pháp bất thiện đó, đó. Ngài biết được mỗi người. Và thường như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự đào luyện tu tập của ngài đó, thì quả thật là rất là nhiều nhiều. Vì quý vị biết rằng một cái vị Bồ Tát phát nguyện tông tâm, phát nguyện ra lời và được thọ ký như vậy một cái thời gian rất lâu như vậy, và ngài luôn luôn hành trì, luôn luôn tu tập, và ngài luôn luôn nỗ lực. Nên thường thường mình thấy một cái vị Phật tổ nào đó thì cũng có những vị Bồ Tát để thành Phật tổ xuất hiện để được thọ ký. Và cái thời gian mà được thọ ký đó là cái thời gian bất thối. Vị Bồ Tát chúng ta gọi là không còn thối chuyển nữa, có nghĩa là Bồ Tát được thọ ký nhất định thành Phật đó, là không còn thối chuyển nữa. Chứ còn một cái thời gian dài, quý vị thấy một cái thời gian dài tu cái hạnh trí tuệ là 4 A Tăng Kỳ Lục 100.000 đại kiếp, một cái thời gian dài. Và khi mà nói rằng khi mà được thọ ký đó, còn phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời đó, còn lâu nữa, còn 7 A Tăng Kỳ, 9 A Tăng Kỳ. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng đối với các vị Phật tổ đó, là cái thời gian mà tu tập đó, các ngài tu tập rất là nhiều. Nên khi mà ngài đã là cái kiếp cuối cùng ngài thành Phật rồi, thì ác ma không có tìm thấy được một cái mãi mai nào ở trong tâm mà ngài muốn rẽ con đường khác, không có. Mình muốn rẽ con đường khác là nó đến những cái sanh y thứ gì. Ví dụ mình muốn trở thành chuyển lương thánh vương, hay là muốn trở thành những cái vị mà gọi là cai trị quốc độ, hay là hành trì những cái phương pháp nào để mong mỏi được cái này cái kia nào đó, thì nó không còn nữa quý vị. Tại vì cái vị Phật tổ mà khi mà cái kiếp cuối cùng á, quán cha, quán mẹ, quán châu, quán dòng họ, quán thời kỳ và chúng sanh để ngài tế độ, nên ngài là một vị Phật gọi là nhất định sẽ thành Phật, nhất định sẽ thành Phật trong cái kiếp đó. Nên thường thường quý vị thấy những cái vị môn coi tướng đó, thì người nào coi tướng đến nơi đến chốn thì chỉ đưa ra một ngón tay thôi, nhất định ngài Phật, phần Phật tổ, chứ không phải là ở đời để làm chuyện lương thánh vương, không có, mà ngài nhất định thành Phật tổ. Như vậy thì trong cái mỹ tướng của một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đó, cái kiếp cuối cùng, những cái mỹ tướng đó là 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp đó, là cái mỹ tướng của một vị Phật tổ thôi. Nên trong cái bài tướng kinh đó, chúng ta thấy cái tướng đó chỉ là cái tướng của vị Phật tổ, và cái tướng đó cũng là tướng của chuẩn lưng thánh vương, nhưng mà cái kiếp cuối cùng đó, một cái tướng của vị Phật tổ là như vậy, đại cái tướng đại nhân như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, ma đó, mà hồi xưa thì chúng tôi cũng thường nghe cái 10.000 câu thơ đường của sư trưởng Sông Thất Lục Bát đó, thì ở trong đó cũng có nói đến đoạn ác ma này nè. Ác ma mà đi phá Phật rồi cuối cùng cũng không làm gì được hết, rồi ác ma buồn chán và mới nói đến cũng như quạ mà đi tìm mồi mà thấy cái miếng mỡ đó, thấy cục đá mà tưởng miếng mỡ, rồi quả mổ vô cái cục đá đó, nó chỉ có te tua cái mỏ đó thôi,
thì ác ma đi tìm lỗi của Đức Phật đó, tìm hoài cũng không thấy được cái lỗi gì từ nay ngày. Thì ác ma buồn chán nên đó, cái thơ đường mà sư trưởng làm đó, nó có cái câu là lấy tay gạch đất cộng trừ thấy còn thua Phật đến 16 môn. Có nghĩa là ma vương đó, ma vương vẫn tu tập nhưng mà còn thua đến 16 cái môn, 16 cái pháp. Trong đó cái như là những pháp mà chúng ta thấy như là chính pháp thánh, đó là bốn đạo bốn quả bốn niết bàn, năm pháp đại thí, ba pháp hành, tư cách giáng sanh vào lòng mẹ, tư cách ra đời, tư cách xuất gia, tư cách tu khổ hạnh, tư cách chứng quả chánh biên tri trên bồ đoàn. Như vậy đó, những cái điều đó đó ác ma đó là chưa có hoàn thiện được, ác ma chưa hoàn thiện được. Và thường thì chúng ta thấy rằng ác ma mà cởi con voi thì Đức Bồ Tát ngài cũng cho biết là con voi nó do ngài và con voi đó nó cũng chứng minh là cái việc mà nó là được ngài bố thí cho ma vương. Bây giờ ma vương cũng vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị Bồ Tát chánh giác đó thì thật sự đó, nhất thiết chủng trí, vô chứng, đại trí, đại bi định trí, song thông trí, quyền lực chứng trí, y tứ từ bi, phiền não trí đó, thì ngài đã rèn luyện để cái kiếp cuối cùng đó, những cái Phật trí này đó là toàn bộ tỏa sáng và ngài trở thành một vị thiên nhân chi đạo sư. Ngài tế độ trời người, không có một cái nhân vật nào có thể phá phách được hết. Dù là phá bao nhiêu thì cũng chỉ là phá phách vậy thôi chứ cũng chẳng làm gì được. Bởi chúng ta biết rằng đối với cái đạo giác ngộ đó thì cái tu đồ quần đạo thôi cũng đã là một cái sự bất động đối với tam bảo rồi. Thì ma có làm gì thì cũng không có lay động được cái tâm của vị tu đồ quần. Còn nói gì đến cái tâm của một vị Bồ Tát, một tâm của một vị Phật tổ với cái lòng đại bi, thương đời và ngày muốn tế độ chúng sanh đó, thì ma vương có làm gì cũng không làm được cái gì. Mà chúng ta phải hiểu như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ma vương nói rằng ngài thiền định ở trong rừng là buồn, muốn mong mỏi cái gì, hay là muốn có làng mạc, hay là ngài không làm bạn với ai. Thì thường thường chúng ta biết rằng đối với một vị Phật tổ đó thì ngài không có ai mà ngang hàng với ngài hết. Ở trên thế gian này, trong cái vũ trụ quan này đó, không thể nào có ai vị Phật tổ xuất hiện. Không bao giờ có. Tại vì một vị Phật tổ mà tu hành khổ hạnh mà đứng lên té xuống cái địa cầu để rung động thì hai vị Phật tổ cái địa cầu này không có chở nổi quý vị, nó không có chở nổi. Giống như một chiếc thuyền không thể nào chở một lúc mà hai cái viên đá to được, nó sẽ không có chịu nổi. Cái địa cầu này chúng ta có thể ví dụ như một cái chiếc thuyền lớn vậy. Một vị Phật tổ giống như một cái tảng đá vậy. Một cái tảng đá to lớn mà bất động thì không có thể nào mà có thể chở được hai tảng đá như vậy. Thì cái địa cầu này nó không thể nào cái vũ trụ quan này đó, 10.000 thế giới sa bà này không thể nào có hai vị Phật tổ đâu quý vị. Nên bữa hôm trước mình học kinh Tăng Chi đó thì mình đã thấy rồi, thế giới này không bao giờ có hai vị Phật tổ đồng lúc. Nên bây giờ ma thì hỏi ngài không làm bạn với ai, thật sự Đức Phật ngài không có người nghe hiểu ngài, hay là ngài nói rằng ngài phạm tội, ngài không ở trong làng, có nghĩa là ngài phạm tội nên trốn luôn rừng ở. Thì chúng ta thấy ở đời người ta phạm tội thường thường người ta tìm chỗ người ta ẩn khuất, ta trốn, trốn truy nạn pháp luật đó. Hay là mất mát, mong muốn cái gì hay là mất mát cái gì. Thật sự thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ngài thường trả lời ác ma, ngài được cái gì mà ngài quan hỷ, hay ngài mất cái gì ngài sầu bi. Ngài không có được, không mất, nghĩa là tâm của ngài đó là bất động rồi. Tâm của ngài đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát, có nghĩa là không còn bị những cái dao động của sanh y, hay dao động của phiền não, dao động của lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, lợi đắc. Ngài không còn dao động những cái sự dao động đó, nó không bao giờ còn đối với một vị chánh đẳng chánh giác. Nên đó, ngài mới trả lời ác ma là ngài có tế độ người thì ngài cũng là Phật. Ngài không có tế độ người cũng là Phật. Mà Phật đó, thì ngài tế độ chúng sanh đó, vì cái tâm của đại bi của Đức Phật. Cái tâm đại bi của ngài thương đời như vậy. Nên ngài đã hy sinh tu tập vô lượng kiếp. Bây giờ ngài thành tựu Phật quả. Và ai mà muốn từ bỏ cái sự luân hồi sanh tử, hay là từ bỏ những cái phiền não cấu quế đó, thì hỏi ngài cái phương pháp để từ bỏ, thì ngài dạy phương pháp để từ bỏ.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng Ngài dạy dạy chúng sanh nhổ tất cả những cái sầu muộn. Bởi vì chúng ta thấy hễ mà chúng ta thấy tất cả những gì mà Đức Phật Ngài trả lời, nếu mà có chấp thủ thì có dao động. Bởi vì mình chấp thủ cái gì? Chấp thủ con cái, đất nước, quê hương, truyền thống, dân tộc, màu da, dòng dõi, hay là mình chấp chặt cái văn hóa, phong tục, tập quán đó. Hãy mình còn chấp chặt một cái gì đó thì mình bị dao động. Khi mà có người họ nói đến cái đó đó thì cái tâm mình đó, sẽ có cái phản ứng. Nên Đức Phật, nếu người nào có chấp thủ thì người đó có dao động. Mình có chấp thủ mắt là của mình đó, thì cái gì mình thấy không vừa lòng mình sẽ một là tham, hai là sân, ba là si, mình không biết. Mình chấp thủ tai á, mình sẽ ưa nghe những cái gì ta khen tặng mình, ưa nghe những gì người ta tôn vinh mình, nhưng mà mình rất là ghét những cái câu nói chỉ trích hay là những cái câu nói mà đụng chạm đến mình hay là đến bà con quyến thuộc, đến đất nước quê hương. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật nói về chính cái hiềm hận đó, nó làm khổ tôi, nó làm khổ quyến thuộc tôi, nó làm lợi kẻ thù tôi. Và những cái điều đó, đó là hiềm hận sự. Nếu mà mình còn chấp thủ bà con thôi, bên đây tôi, bên kia không phải của tôi. Ví dụ mình nói đoạn giờ mình chấp thủ, mình nói Nga là tôi, Israel hay là Ukraine không phải là tôi, tôi không có nằm bên phe đó. Thì nếu mình nói như vậy thì mình thấy cái phe đó bên kia đó mà bị cái gì đó thì mình sẽ đau khổ. Mà hãy được cái gì thì mình vui mừng, được cái gì mình vui mừng hớn hở. Nhưng mà bị cái gì đó thì mình đau khổ, mình sầu than, mình héo xào theo cái nhân vật đó. Nên bình thường quý vị thấy ở đời đó, Đức Phật Ngài dạy, mà nếu mà chúng ta thấy ở đời mà họ thấu triệt đó, thì họ không còn xu hướng, không còn xu hướng theo những cái gì mà cuốn hút con người nữa. Và họ biết rằng cuộc đời này nó chỉ là những lúc cái tâm mình nó cao trào thôi, cái tâm mình nó có tham mạnh quá thôi. Chứ còn nếu nó bình tĩnh, nó cũng không có thấy gì hấp dẫn. Chỉ là những cái thành quả đó, nó cũng là nhất thời, nó cũng chỉ là giai đoạn, nó chỉ là tương đối thôi. Chứ thật sự nó có gì tuyệt đối hết quý vị. Bởi vì chỉ có niết bàn, hay là chỉ có cái sự dứt sầu khổ đó, đó mới là tuyệt đối thôi. Mới là chân đế vô vi thôi. Chứ còn lại những cái gì mà chân đế hữu vi nó có điều duyên trợ tạo hết. Và nếu đã duyên trợ tạo thì nó sẽ bị tan rã khi cái duyên trợ tạo nó không có. Ví dụ nói cái cây á, nó cho quả nhiều quá, nhưng mà thật sự nó cho quả nhiều quá nhờ cái cây đó nó lớn và nó cắm xuống dưới đất sâu, và nhờ phân, nhờ nước, nhờ cái đất bùn, nhờ điều kiện thời tiết, rồi không có những loại sâu bọ, những cái loại côn trùng phá phách, thành ra nó nhiều trái như vậy. Nhưng mà thử khi chúng ta xét cái cây nó nhiều trái đó, mình nói đơn giản, nhưng mà khi mình suy xét đó, mình thấy nó rất là nhiều cái góc độ mà nó để nó trở thành cái cây có nhiều quả. Thì một người thành đạt cũng vậy đó quý vị. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái vị thành đạt như một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, ngày thành đạt thì ngày trải qua cái thời gian phát nguyện trong tâm, phát nguyện trong thọ ký, và ngày tu tập bố thí, độ trì giới, độ xuất gia, độ trì tuệ, độ tinh, độ khảm nhẫn, độ chân thật, độ chí nguyện, độ tâm, độ hành xả, độ nhưng mà ngày phải tu tập những cái pháp độ đó và trải qua cái thời gian mà cái loại tâm của ngài đó đã bất động rồi. Loại tâm của ngài nó đã trở thành nhu nhuyễn, nó trở thành dễ dàng để thành đạt cái đạo lộ giác ngộ giải thoát một kiếp chót của vị chánh đẳng chánh giác. Nên khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng ngài đã hành trì như vậy đó. Nên bình thường quý vị thấy một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đó, trong nhiều kiếp như vậy đó, ngài chỉ có tới cái tuệ hành xả thôi, cái tuệ hành xả thôi, chứ ngài không có qua cái tuệ chuyển tộc tuệ hay đạo tuệ quả tuệ. Ngài thành cái tuệ hành xả là cái tuệ cao nhất của phàm nhân. Mà phàm nhân đó là chúng ta hiểu rằng vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác những cái kiếp luân hồi đó, thì ngài hành, khi mà ngài hành cái pháp mà tuệ quán đó cũng đến cái hành xả tuệ thôi. Nên nó thường thường quý vị cũng nghe, ví dụ chúng ta nghe ngày Gôn Ca, ngày phát nguyện thành Phật toàn giác đó,
Nên ngài trong kiếp này đó, ngài hành về cảm thọ đó, thì ngài cũng đạt nhiều nhất là chỉ đến cái hành xả tuệ thôi. Đó là cái điều mà giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển khác nhau. Phật giáo phát triển thì nói rằng phải đạt qua cái tầng thánh tu đồ quần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, rồi tu 55 đẳng vị, rồi thập nguyện, thập hồi hướng, thập hạnh này kia nọ, rồi để trở thành một vị Phật tổ. Họ dựa vào những cái lý luận nào đó, nên cái những cái lý luận đó nó không có phù hợp với kinh điển nguyên thủy, nên trở thành cái giai thoại của Phật giáo phát triển. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhé, đối với một cái vị tu tập đó, thì mình hiểu rõ cái đạo lộ mà mình đã phát nguyện thành tinh văn giác hay là đọc hay là toàn giác, mình phải hiểu như vậy. Và một cái vị mà đã trở thành toàn giác đó, ngài hiểu được trong vô lượng kiếp có khả năng để đắc quả a la hán, nhưng mà ngài không có phát triển để đắc a la hán với cái lời nguyện của ngài, trừ khi ngài xả bỏ cái lời nguyện đó. Nên thường thường quý vị biết một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đó, ngài nếu mà xả bỏ cái lời nguyện thành chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài sẽ thành tinh văn giác, thành tinh văn giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với vị mà gọi là chưa được thọ ký đó, gọi là chúng ta gọi là Bồ Tát bất định đó, nhưng mà Bồ Tát nhất định đó, là đã được thọ ký rồi, nhất định sẽ thành Phật. Và cái lời của một vị Phật chánh đẳng chánh giác nói đó, nó không thể nào sai được hết đó. Vị trước nói cũng đúng, mà đến những cái vị sau. Tại chúng ta thấy là một vị Phật tổ, một vị Bồ Tát để phát nguyện thành Phật tổ đó, phải trải qua rất là nhiều vị chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thường thường nghe nói là 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị tri, 500.000 vị chánh tri. Như vậy trải qua nhiều cái vị chánh biến tri như vậy. Nhưng mà những vị chánh biến tri đó đã thọ ký, vị này cũng thọ ký, vị kia cũng thọ ký để trở thành Phật. Không thể nào mà trở thành vị Phật tinh văn hết. Đó là cái điều đặc biệt của một vị Bồ Tát hay chánh đẳng chánh giác là như vậy. Nên khi mà ngài ở trong những cái giai thoại đó, ngài làm những vị đạo sĩ có đồ chúng rất là đông, sống trong rừng, ăn trái cây và hành trì thiền định, đạt được những cái thiền chứng cao. Nhưng mà cái tâm của ngài lúc nào cũng vì cái đại nguyện để trở thành vị chánh đẳng chánh giác, nên ngài không trở thành tinh văn giác ở trong các cái vị Phật tổ trải qua đó. Ngài không trở thành tu đồ quần đạo được, mà ngài chỉ đến cái hành xả tuệ thôi, là cái tuệ cao nhất của phàm, trở thành chánh đẳng chánh giác như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài đã trải qua cái thời gian tu tập, và ngài đã tu tập giống như là cái giai thoại mà ngài tu tập đó, ngài đã trải qua. Thì ngài biết cái ác ma đó là người mà bước vào con đường tu tập, trải qua cái thời gian tu tập bao nhiêu đó, thì ngài biết được. Và ngài nói rằng vị đó đó còn cái phóng dật, có nghĩa là không thể nào mà còn phóng túng, còn phóng dật, thì không thể nào mà đạt được, không thể nào biết được cái tâm của vị Phật tổ. Rõ ràng là như vậy quý vị, tại một cái vị mà còn cái sự chấp thủ đó thì còn dao động. Mà hãy còn dao động thì tâm không có khinh an. Mà tâm không có khinh an thì có hy cầu. Mà có hy cầu là có mong mỏi đó. Rồi có khứ có lai. Tức là có đời này có đời sau. Có nghĩa là có hai đời. Như vậy thì hãy mà người nào có chấp thủ thì người đó có dao động. Mà hãy có dao động thì không có khinh an. Không có khinh an thì có hy cầu. Có hy cầu thì khứ có lai. Có đời có đời sau. Có nghĩa là có những cái sanh y quý vị. Còn đối với một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác kiếp chót đó, thì ngài đã thành tựu Phật quả rồi. Ngài từ bỏ tất cả sanh y, ngài đã dứt trừ ái, trừ rồi thủ, trừ thủ, trừ rồi hữu, trừ hữu, trừ rồi sanh già chết trong tương lai không bao giờ có nữa. Bởi quý vị hãy thấy có ái, ai còn ưa thích thì phải có thủ. Ái thì có thủ, mà dục thủ, kiến thủ, dưới cấm thủ, ngã chấp thủ, thì nghĩa là thủ này đó là một hình thức của sanh y. Bởi vì chúng ta thấy rằng những người còn sinh y là tâm thiện nó đưa ra tâm quả để tục sinh. Còn những vị mà đã dứt trừ sinh y đó, ngài đã hành với cái tâm di tác, ngài không còn cái không có hưởng cái tâm quả. Nếu mà chúng ta nói theo A Tỳ Đàm, không còn cái tâm quả để tái sanh hưởng cái quả luân hồi không có. Nên những cái sinh y đó nó không còn nữa đối với một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, và Đức Phật ngài nói với Ma Vương đó, ai mà nói
nói đó là tôi, là của tôi đó, thì người đó sẽ có những cái ý niệm có nghĩa là chưa thoát khỏi cái phiền não. Hay là ma nói rằng người nào có cái ý niệm như vậy đó thì chưa thoát khỏi cái tay của ác ma. Như vậy á, thì Đức Phật này trả lời đó, Ngài nói rằng Ngài không nghĩ rằng cái đó là tôi hay là của tôi hay là tự ngã của tôi. Nên chú vị thấy trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật nói rằng cái sắc quẩn có phải là ta hay là của ta hay là tự ngã của ta, thì các vị tỳ cư trả lời sắc quẩn không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Bởi vì Đức Phật này thuyết giảng có nghĩa là vì cái gì là của ta thì mình phải giữ được nó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ăn rồi phải đại tiện, uống rồi phải tiểu tiện, rồi tắm rửa giặt giũ, rồi ngủ nghỉ, mà phải lặp đi lặp lại hoài như vậy đó, thì rõ ràng mình có làm khác được đâu. Đó là một cái quy luật cái sinh tồn của một chúng sanh, một lẫn quẩn loanh quanh ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa rồi làm lụng nấu nướng, rồi ăn uống, rồi cứ làm quanh quẩn những cái chuyện phải làm những ngày trước và những ngày sau cũng y như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng Ngài hiểu được cái sự lặp lại của cái ái sanh ra thủ, thủ sanh ra hữu, và Ngài đã bẻ gãy cái bánh xe luân hồi sanh tử đó dưới cội Bồ Đề. Ngài đã suy nghiệm về cái pháp thập nhị nhân duyên, Ngài đã thấy cái ý niệm của ái thì duyên cho thủ, mà thủ thì duyên cho hữu, nên đó, ái thủ hữu đó là ba nhân hiện tại cộng với hai cái nhân vô minh mà hành đó là năm nhân. Hễ người nào mà có vô minh có nghĩa là không hiểu biết, thì có hành phúc hành, phi phúc hành hay bất động hành, mà hành đó, và vô minh đó là nhân quá khứ, rồi ái thủ hữu là cái nhân hiện tại. Nếu là người nào mà giết trừ được cái ái thủ hữu đó, không có nhân hiện tại đó, thì sẽ không có quả tương lai, có nghĩa là không có thức danh sắc nhập xúc thọ, những cái cảm giác mà mình nói rằng tôi thích hay là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi mong mỏi được như vậy cái kia đó, thì những cái cảm thọ đó là do cái sự cái quả hiện tại mà nó có, và cái quả hiện tại đó là cái quả khổ. Bởi vì năm nhân quá khứ lớn thai á, năm quả hiện tại đời này cũng ra, đời này khó ra, bây giờ nhân cũng năm mà, về sau quả đại thì là cũng năm. Bởi vì năm cái quả hiện tại thật là khó ra, nên nhiều khi quý vị thấy mỗi người đó, nhiều khi họ buồn chán, nhiều khi họ tự giận họ chết, nhưng mà họ chết với họ vẫn phải tái sanh thôi. Nếu mà họ có cái thân người mà họ biết không biết trân trọng á, họ hủy hoại bằng cái tâm sân á, thì họ sanh vào địa ngục bằng 5 năm kiếp như vậy. Nên những cái người tu đó hiểu rằng những cái khổ gì đó nó cũng là nhân quả thôi. Bây giờ mình có khổ te tua cái cách nào đó cũng là nhân quả, do cái nhân quả mà nó cho ra thôi. Nếu mà không có nhân không có quả thì nó đã không có những cái hiện hữu này. Và mỗi người có một cái nhân quả riêng với nhau, mình tạo nghiệp riêng với nhau, khác với nhau, rồi thọ quả mỗi người thọ khác với nhau. Nhưng mà hình chung đó thì chúng ta có cái thân đó, thì có ăn uống ngủ nghỉ, nên Đức Phật rằng tất cả chúng duy tồn vật. Hay là chúng sanh hai pháp là danh và sắc, chúng sanh có ba pháp là ba cảm thọ. Như vậy là những điều đó Đức Phật ngày tuyên bố là không có ai mà đảo ngược lại những cái pháp đó. Như vậy là Đức Phật ngày nói ác ma đó, nghĩa là người ta đó, hay nói này của tôi, thật sự thì ta không có nói như vậy. Ta thuyết giảng có nghĩa là cái thân này đó, nó chỉ là do cái nghiệp và tạo tác, và cái điều kiện tạo tác đó đã được hình thành đầy đủ. Đó là nhân quả trong hiện tại, là nhân trong quá khứ đưa ra quả hiện tại, nhân trong hiện tại đưa đến quả tương lai. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy hễ người có ái á, có ái là nhân hiện tại, thì có thủ là nhân hiện tại, thì phải hễ thủ á, thì mình thủ cái gì, có nghĩa là mình phải cầm cái gì đó, mình có cái gì đó gọi là hữu. Nên á, mình thấy thủ là muốn ôm ấp, bây giờ mình ôm ấp cái gì? Người ta thích đờn hát thì ôm ấp cái cây đờn, người ta thích họa sĩ ôm cây bút, cái hình ảnh họa sĩ này kia nọ. Người ta muốn muốn chiến tranh á, thì người ta đầu tư vũ khí, coi binh thơ đồ trận cái như vậy. Thì chúng ta thấy rằng mỗi người đó họ có cái khuynh hướng chấp thủ, hãy chấp thủ vào những cái sanh y, họ ưa chấp vào những cái điều đó, họ không thấy những cái điều đó là những cái nỗi khổ. Và những cái nỗi khổ đó ngày nào cũng lặp lại. Ví dụ chúng ta thấy một người đánh trận sau cũng đánh riết, đánh không nổi, cuối cùng thì mình chết.
hay là mình trong những cái trận chiến đó mình sẽ chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật ngài nói về trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, ngài nói hễ có sắc uẩn ở đâu đó, thì có cái khổ đau ở đó, và hễ có cái khổ đau ở đó, có tật nguyền ở đó, có bệnh hoạn ở đó, và có chết chóc ở đó, có sự xung đột ở đó. Bởi chúng ta thấy rằng á, con người sống ở đâu á, thì mình sẽ có cái sự xung đột, xung đột cái gì không vừa lòng mình, và ở đâu á, sống thì chúng ta có thích thú, thích thú nghĩa là vừa lòng với mình thích thú, và ở đâu á, không hiểu biết được duyên đó, chúng ta gọi là vô minh đó, thì sẽ có sự luân hồi tiếp diễn. Nên Đức Phật gọi là vô minh và hành, bởi vì cái vô minh là mình không biết, mình hành động theo những cái gì mình ưa thích, những cái gì mình coi là mục tiêu của mình, những cái gì là mình coi là đó là cái điểm đến của mình, thì mình đầu tư vào đó. Nhưng mà đối với những cái vị mà hiểu được cái chân lý danh sắc này đó, thì họ lại mong mỏi sự chấm dứt luân hồi, chấm dứt danh sắc luân hồi trong tương lai, vì cái sự hình thành của sắc và danh đó, nó là cái nỗi khổ mà mọi người thường than thở. Nếu mà ai nói rằng tôi khổ quá, thì Đức Phật tuyên bố do cái khổ sanh có, nên nó bao nhiêu cái khổ kia nó kéo theo. Khi mà chúng ta có sanh ra thì chúng ta phải có áo quần để mặc, chúng ta có cơm nước để ăn, thì chúng ta phải có cơ sở để làm, có nhà để ở. Rồi có nhà để ở thì áo quần phải giặt giũ, tắm rửa nghỉ, rồi phải có điều kiện phương tiện là thấy được, hoặc là tai thì nghe nhạc, mũi thì ngửi những cái mùi hương nước hoa, miệng thì ăn những vị ngon, thân thì xúc chạm những xúc lạc. Như vậy thì chúng ta có sanh đó, thì có những cái hệ lụy từ cái sanh đó, nên đó, nói cái khổ đó thì Đức Phật tất cả khổ là do khổ sanh. Nếu mà người nào còn chấp thủ không thấy được cái khổ, thì tương lai người đó vẫn phải có những cái sanh y trong trong noãn sanh, thai sanh, thất sanh hay quá sanh, nhất quẩn hữu hoặc ngũ quẩn hữu hoặc tứ quẩn hữu, thì sẽ có hữu thì có sanh thì có già đạo và chết. Dù là loài nào cũng không thoát khỏi những vị chư thiên á, thì qua trước bảo điện hiếu, y phục đóng bụi, trong tâm buồn bực, làm biến mọi nghe pháp, thì những hiện tượng đó trong người đổ mồ hôi nách, những cái hiện tượng đó là những hiện tượng đã suy hao, và năm cái hiện tượng đó là vị chư thiên từ bỏ thọ mạng, từ bỏ cái cõi mà mình đã tái sanh. Mình sẽ sanh theo cái cảnh giới do tâm nghiệp tạo tác, mình sẽ sanh theo những cảnh giới tiếp diễn tương lai. Như vậy thì Đức Phật này nói với ác ma, nghĩa là những người nào đã thấy cái con đường mà ngài thuyết giảng, thì con đường đó trong 40 đại pháp đó, trong chánh kiến Đức Phật gọi là chánh kiến đến sanh y và chánh kiến đến đạo chi. Vậy người có thấy được rõ ràng là mình có một luân hồi, thì mình tạo những cái thiện nghiệp để cho mình bớt khổ đau của danh và sắc, bớt khổ đau của danh và sắc thôi, chứ không phải là không có đâu. Ví dụ mình tạo phước để tránh những cái thế giới có tổn hại. Ví dụ mình sanh ra những thế giới có chiến tranh, bây giờ mình có phước mình sanh vô cái thế giới không chiến tranh, cái thế giới có lũ lụt, có núi lửa, có sóng thần, có động đất, mình tạo cái phước sanh về những cái thế giới không có tổn hại đó, thì mình lại sanh ra cái thế giới không có động đất, không có sóng thần, không có núi lửa, không có những cái chiến tranh thiên tai đó. Thì thành ra chúng ta thấy rằng mỗi con người đó, ví dụ chúng ta thấy nước nào cũng có chiến tranh, nhưng mà Thụy Sĩ không có chiến tranh. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta cũng không thể nào nói rằng mình có thể nhìn hiện tại nó thành Thụy Sĩ là một cái ngân hàng lớn mà nhiều người đầu tư, nhiều người gìn giữ, nên hỏi ai dám đánh. Mình nói thì nói như vậy, nhưng mà thật sự ra do cái phước mình đã không có làm tổn hại, nên mình sanh ra những cái thế giới không có tổn hại. Và những cái điều kiện đó là cái thế giới không có tổn hại, không có ai sẵn, không có ai khởi sự chiến tranh như vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ biết được hiện tại một thời gian nào đó, một lúc nào đó, hoặc là nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm nào đó, một cái thế giới bình an như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng loài người đó, nó sẽ tạo ra cái sự xung đột, và cái sự xung đột do loài người tạo ra, nên ở đâu có loài người thì ở đó nó có khổ đau. Cũng giống như nước thì nó tạo ra sóng thần, nếu mà không có nước thì không có sóng thần. Chúng sanh ở đâu thì tạo khổ đau ở đó, nhưng mà chúng sanh ở đâu cũng tạo hạnh phúc ở đó. Bởi vì con đường tu tập là con đường tạo hạnh phúc, và con đường mà bị tham sân si là con đường tạo khổ đau. Nên Đức Phật ngài đã thấy được cái tâm của chúng sanh, và ngài thấy được những cái ác pháp thiện pháp đó, nên ngài nói với ác ma, và ngài giảng cho ác ma nghe, có nghĩa là người ta cần tìm đến con đường giác ngộ.
thì Ngài không phải là chỉ đi một mình, mà Ngài dạy cái con đường giác ngộ đó. Con đường mà Ngài đã thành tựu cái tâm giải thoát, tuệ giải thoát dưới cội Bồ Đề, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát và giải thoát tri kiến. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói giác ma đó, Ngài đã tìm ra con đường đối với cái hạnh nguyện của Ngài. Thì Ngài, ai có duyên đó hỏi Ngài, ai muốn hỏi Ngài thì Ngài sẽ dạy con đường để băng ngang qua cái cảnh giới già bệnh chết. Ngài giải thích từ bỏ tất cả sanh ly để đạt được cái sự từ bỏ già bệnh chết trong tương lai. Như vậy thì ác ma đã 7 năm theo dõi và đã nói chuyện với Ngài khi mà Ngài đã thành bậc đại giác rồi. Thì ác ma biết mình giống như bây giờ bay vòng vòng mà thấy cái màu sẵn sàng sàng chòi chói của cục đá mà tưởng là miếng mỡ, nhưng mà xuống mà mổ vô rồi thì nó lông ọc mà không có thể nào an ổn được. Thì ác ma cũng giống như vậy thôi, có nghĩa là lý luận với Ngài, muốn phá phách Ngài, nhưng mà cuối cùng giống như là viên đá bất động vậy. Người con nào mà nó ngu si, nó mổ vào viên đá thì nó sẽ lông đầu ốc. Thì con quạ đó nó biết được cái hòn đá đó và biết được Đức Phật là cái tâm bất động, cái tâm không còn bị tự, không còn chấp thủ, không có dao động tất cả, và Ngài từ bỏ tất cả để giải thoát tất cả. Như vậy á, thì ác ma đã rời bỏ Đức Phật, có nghĩa là không có tìm thấy được cái gì hết á. Cũng như quạ bây giờ mổ vô hòn đá, thấy hòn đá tự cục mở vào mổ vô thì nó chỉ lông đầu bể ốc thôi chứ không có được cái gì hết. Ác ma biết được Đức Phật là bậc bất khả xâm phạm, không thể nào xâm phạm được, phá phách cái gì cũng không làm gì được hết. Thì kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, bài học hôm nay thì con xin trình bày với như là trình bày. Bây giờ thì con kính hành lễ Ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng và thỉnh Ngài Hòa Thượng trở lại để thảo luận với các vị giảng sư, các ngài giảng sư, để mở rộng bài học thêm những phần trình bày mà con trình bày còn kém khuyết. Phần phước nào phát sanh được kính dân lên quý Ngài, xin chia đến tất cả quý vị, xin hồi hướng đến chư phi thiên và các thân bằng quyến thuộc, ân nhân các bậc hữu ân, mong tất cả được an vui xa lời sự khổ. Bây giờ thì con kính mạnh lễ quý Ngài, con tỉnh Ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng để điều một phần thảo luận. Sa thú cái trình từ họp đằng với pháp thoại vừa rồi. Bạch Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng có ở trước máy và Hòa Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Tề Siêu nghe được, xin tỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Và thưa quý vị, chúng tôi đang ở ngoài sân đó. Nếu quý vị thấy Hòa Thượng Tề Siêu có đưa tay thì quý vị có thể cho biết. Có lẽ Hòa Thượng Tề Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin Thượng tọa hoan nghỉ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, Thượng tọa Pháp Tân cũng dựa theo các bản kinh và đặc biệt là sớ giải đó, thì chúng ta thấy một số những chúng sanh mà thật ra rất là chống phá Đức Phật. Đức Phật hiện tại lại là những người được báo trước là sẽ thành tựu đạo quả trong tương lai. Ví dụ như Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa ở trong tương lai sẽ trở thành một vị độc giác Phật, và một cái đạo quả cao chứ không phải là thấp. Hay là Ma Vương cũng sẽ trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Thì trong cái nhìn của Thượng tọa Pháp Tân á, tại sao mà có những chúng sanh mà tu tập đến một cái mức độ mà đã được báo trước là sẽ trở thành những cái vị Phật như vậy, mà ở trong hiện tại thì người tạo rất là nhiều chuyện đại nghịch bất đạo? Về điểm này Thượng tọa Pháp Tân có suy nghĩ gì, xin kính thỉnh Thượng tọa.
Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng để Hòa Thượng Tề Siêu, Thượng Giác Đẳng, Tòa Pháp Đăng, Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Tề Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Theo con nghĩ đó là như là mình đọc ở trong kinh ấy, thì cũng biết đề bà Đạt Đa mặc dù là chống phá Phật rồi trong những kiếp sau thì ở trong tương lai đó thì thành Phật độc giác tên Atthisara, rồi hay là như là ma vương một chẳng hạn, trong tương lai cũng là sẽ thành bởi vị cao. Thì ở đây con nghĩ rằng cái đường tu đó, bản thân của con suy nghĩ là đường tu thì có những cái sự thử thách, có những sự thử thách rất là nhiều. Khi mà mình vượt qua những cái sự thử thách đó, qua biết bao nhiêu cái sự nỗ lực tu tập từ ở các cái hạnh lành ở trong đời sống, thì thực hành trọn vẹn các cái hạnh lành đó, thì mới có thể là thành tựu được đạo quả, được giải thoát hoàn toàn ở trong tương lai. Bản thân con nghĩ rằng chẳng hạn như là vị Thinh Văn thì phát nguyện, từ khi phát nguyện ở trong lòng, trong tâm, rồi phát nguyện ra lời cho đến được Đức Phật thọ ký cho thì cũng mất hết 100.000 đại kiếp. Còn đối với vị chánh đẳng chánh giác thì còn dài hơn nữa, rất là nhiều, rất là nhiều với cái thời gian như vậy. Thì để nói cái thời gian như vậy, nó dài như vậy đó, là rất là nhiều cái gọi là cái công hạnh tu tập. Vì trở thành một vị chánh đẳng chánh giác thì cái công hạnh tu tập rất là nhiều, từ đó mới vượt trội lên để trở thành một cái vị mà gọi là một cái vị toàn giác được, toàn giác gọi là Samma Sambuddho được. Từ các cái công hạnh, và do các cái công hạnh đó cho nên là các ngài gọi là tự giác, giác hạnh, giác tha, viên mãn, giác hạnh, giác tha, viên mãn như vậy. Thì các ngài tự thân giác ngộ, rồi tu tập, rồi giác ngộ, rồi mới giáo hóa độ đời một cách viên mãn được. Thì ở đây con nghĩ rằng cái thử thách đó đó, và con nghĩ là cái sự thử thách đó đó thì phải nói rằng phải trải qua thôi, và trải qua bởi vì chính những cái người, những cái vị mà ở trong cái con đường tu tập của mình mới thử thách như vậy đó, thì nó mới sát sao với lại cái đời sống tu hành của mình. Ví dụ như nói là Phật nói là trong kinh gọi là trong ngũ ma thì trong đó có gọi là phiền não, trong đó có cái phiền não ma. Thì dù là thiên ma hay là phiền não ma đi nữa, thì cái ma là một cái sự thử thách, một cái sự trở ngại. Thì những cái sự thử thách trở ngại đó đó, và nếu như một người mà vượt qua khỏi sự thử thách, vượt qua khỏi sự trở ngại đó đó, thì mới vượt lên trên được. Con nghĩ là như vậy. Càng có nhiều cái sự thử thách mà vượt qua thì cái công hạnh của mình càng cao, càng lớn. Như là một cái sự phát nguyện của một vị chánh đẳng chánh giác cũng vậy. Nếu mà mình đọc ở trong trong thập độ ba la mật đó, thì mình thấy rằng là từ ở cái Đức Phật ngài bố thí
khi còn là Bồ Tát, ngài bố thí ở một mức độ trung bình, mức độ cao, rồi một mức độ hoàn toàn đó, thì ở cỡ ba cái mức độ đó đó thì ngài mới thành Phật được, ngài mới thành Phật được. Rồi hạnh trì giới, hạnh xuất gia, hạnh kham nhẫn, hạnh trí tuệ, hạnh tinh tấn, nhiều các công hạnh đó, thì các ngài phải vượt qua ba, ở ba cái cấp độ, từ ở mức bình thường cho đến là bậc cao, rồi bậc hoàn toàn vượt lên trên. Thì ở trong kinh gọi là bên kia, rồi bên này bên giải thoát, ở bên hoàn toàn đó, bên bờ cao thượng đó, thì ở đây nói đến cái công hạnh của một vị. Cho nên theo con nghĩ rằng một cái việc cái người thử thách như vậy, trải qua với cái thời gian như vậy cũng rất là dài, cũng rất là dài. Cho nên nếu nói Đề Bà Đạt Đa sau này Phật độc giác thì nhiều cái hiền kiếp sau nữa, nhiều cái quả địa cầu sau nữa, đó là cái sự gọi là tiên đoán của Đức Phật ở trong tương lai thôi, thì mình biết như vậy thôi. Nhưng mà nó còn phải trải qua rất là nhiều, qua rất là nhiều. Cho nên con nghĩ rằng là cần vượt qua cái đạo lộ giải thoát đó, thì cần phải trải qua bao nhiêu cái sự thử thách. Không phải là có những người đó thì vượt qua khỏi những cái sự thử thách, nhưng mà rồi có những người vượt qua không khỏi nổi cái sự thử thách. Giống như con có nghe cái câu chuyện, được biết cái câu chuyện như là ngài Xá Lợi Phất ở ban đầu thì ngài là phát biện chánh đẳng chánh giác, nhưng mà do rằng là có một kiếp nọ đó là có người đó là xin ngài cái con mắt, ngài móc con mắt ra, ngài thấy nó ghê tởm quá, cho nên là ngài dừng lại cái ý nghĩ, cũng như là dừng lại cái sự phát nguyện chánh đẳng chánh giác. Cho nên là ngài chỉ một cái bậc mà gọi là thượng thủ thinh văn, và được biết đó là một bậc thượng thủ thinh văn, nhưng là ngài Xá Lợi Phất cũng như là người một kiền liên, thì các ngài có dường như là 20 pháp độ, gần như là một vị Phật độc giác như vậy. Còn những vị thinh văn thường ấy, thì có lẽ là phải trải qua 10 pháp độ ba la mật, 10 pháp độ la mật, thì chỉ như vậy thôi. Thì con nghĩ rằng cái đường tu đó thì cần qua có nhiều cái sự thử thách. Nói như vậy thì không lẽ là mình cứ nói rằng tu là phải có nhiều cái sự thử thách như vậy, nhưng mà sự thật quả thật như vậy. Thì mình thấy rằng là như vậy nè, cái một cái người mà thử thách như Đề Bà Đạt Đa, mặc dù là chứng tướng thiền ngũ thông, thì Đề Bà Đạt Đa cũng là cái người phàm phu thôi. Nếu mình nói trong vi diệu pháp thì cũng chỉ là một phàm phu thôi, chứng tướng thiền ngũ thông. Có đủ 5 cái loại thần thông, rồi có chứng được cái tứ thiền, nhưng mà cũng là người phàm thôi, chứ không phải là bậc thánh. Rồi ngay cả Ma Vương cũng vậy, được biết như là ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Tha Hóa Tự Tại là một cõi trời cao nhất trong 6 cõi trời dục giới đó. Tức là cái công đức, cái phước đức của người ta tu tập cũng là cao đó, cũng là nhiều đó, chứ không phải là ấy. Cũng có những cái sự thử thách, mặc dù là biến quá qua nhiều hình ảnh dị tợm, rồi để cho người ta phải run sợ, khiếp sợ, rồi nói ngược lại những cái chân, những điều mà Đức Phật dạy đó, thì nói đi ngược lại những cái điều đó, để cho người ta có cái sự sa sút, rồi để cho đệ tử của Phật có cái sự sa sút, rồi để cho đệ tử của Đức Phật có cái sự thoái hóa, để rồi bỏ cái con đường đạo này, để rồi dưới cái sự kiểm soát của Ma Vương, dưới cái sự kiểm soát của Ma Vương. Ma Vương thích như vậy lắm, thích như vậy lắm. Cho nên những ai mà còn ở trong cái lưới ma, như trên kinh Pháp Cú nói là ai mà còn bị sự chi phối của lưới ma, tức là sự chi phối của phiền não, thì còn luân hồi, còn khổ đau. Còn những người mà vượt qua khỏi cái sự cái lưới ma đó, cái lưới ma của sự kiềm tỏ của Ma Vương đó, thì cái người đó họ mới thật sự là hoàn toàn giải thoát. Thì ở đây là chỉ cho bậc thánh vô sanh, bậc A-la-hán, hay hoặc là như là bậc thinh văn, bậc độc giác, hay là bậc toàn giác. Còn những cái
những cái người phàm phu thì làm sao tránh khỏi những cái sự lưới ma đó. Dù là chứng tứ thiền ngũ thông, dù là những cái công năng tu tập rất là lớn, rất là nhiều, nhưng mà rồi đó cũng bị trở ngại, cũng bị có những cái sự thử thách đó. Mà nếu một người phàm đó, thì con nghĩ rằng cái suy nghĩ về cái lệch lạc, về phiền não, tham sân si, là si nghĩ rằng cái sự thống trị của phiền não, rồi sự làm này làm kia đó để ngăn cản đệ tử của Đức Phật, con nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Vì cái người phàm phu thì cái tính, cái tâm tính của người đó không có cái gì để gọi là chắc chắn hết, không có cái gì để chắc chắn hết, và thường là bị chi phối của phiền não. Cho nên là trong cái hành vi, trong đời sống hàng ngày đó, nó có những cái sự lệch lạc, có cái sự chi phối của phiền não, rồi bị tham sân si chi phối, làm sao khỏi khỏi. Và do vậy đó thì có những cái sự thử thách đối với Đức Phật cũng như là đệ tử của Đức Phật, chẳng hạn như Ma Vương, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa, là người mà có nhiều cái sự ngăn cản Đức Phật rất là nhiều. Nhưng mà rồi cái sự tiên đoán của Đức Phật, hay là tự gọi là Đức Phật ngài tiên tri cho ở trong tương lai, Đề Bà Đạt Đa thành Đức Phật, thành một ở hiền kiếp nào đó, ở trong một quả địa cầu nào đó, Phật độc giác tên là Akisara chẳng hạn. Thì ở đây con nghĩ rằng cái điều đó nó có thể xảy ra. Và hơn nữa phàm phu, Đề Bạc Đạt Đa cũng là phàm phu, rồi Ma Vương cũng vậy, cũng là một người phàm phu thôi. Nhưng mà rồi đó thì cái người phàm phu thì con nghĩ rằng có những cái sự có những cái sự lạc lạc mà, và do vậy đó thì cái hành vi, lời nói, hành động của họ thường đi ngược lại với cái chân lý, mà chân lý là những gì mà Đức Phật ngài dạy cho những cái điều đó, cái sự thoát tu, tu tập giải thoát như thế nào. Ma Vương thì làm ngược lại những điều đó. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Sa thú kính trừng từ tòa Pháp Tân với câu thảo luận Phật. Bạch Hòa Thượng từ xưa, không biết Hòa Thượng có ở trước máy và nghe được không? Nếu Hòa Thượng từ xưa nghe được, xin thỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi Hòa Thượng, từ xưa Hòa Thượng có nghe được không? Thư tọa Pháp đang ơi, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa trả lời cho câu. Dạ. Dạ vâng. Thượng tọa đang ở đây, chúng ta thấy rằng Ma Vương không phải chỉ trong bài kinh này mà trong nhiều khác luôn đặt về vấn đề ngã chấp. Đây là tôi, đây là của tôi. Và Ma Vương khẳng định rằng bất cứ ai mà trong cuộc sống, trong lòng mà vẫn còn nghĩ đến cái tôi là cái của tôi bằng sự chấp ngã vậy đó, thì chưa vượt khỏi lưới ma. Thì đó đang nghĩ giải thích là tại sao vấn đề mà chấp tôi, chấp của tôi đó, nó lại ảnh hưởng lớn đến đời sống mà khiến cho chúng ta luôn luôn nằm ở trong vùng cương tỏ của ba. Xin kính thỉnh và kính thỉnh cương tỏ quan nghĩ giải quyết chuyện này. Dạ, theo con thì con nghĩ vì mình nghĩ rằng tôi là của tôi thì mình không có khỏi cái cương tỏ của ma. Mình nói rằng nói như vậy thì thật sự ra thì nếu mà nói theo chi pháp đó, thì cái phiền não ma, phiền não ma thì chúng ta hiểu đó là những cái tâm bất thiện rồi. Là cái phiền não của bản thân mình. Bởi vì khi mà nào đó mà cái bản thân của mình có tâm tham, mà tâm sân, tâm si, thì như vậy đó là cái phiền não đó, 10 cái phiền não này nó đã hiện hữu rồi. Và khi nào đó mà mình chấp thủ đó thì rõ ràng là cái phiền não nó đã ngự trị rồi, thì mình sẽ bị cái sự luân hồi sanh tử, thì mình bị tử ma, rồi chư thiên ma, hoặc là pháp hành ma, ngũ quẩn ma, phiền não ma. Thì như vậy phiền não ma là cái điểm chính yếu. Cái phiền não đó là cái bất thiện tâm, và cái bất thiện tâm đó mà lúc nào nó
theo cái thói quen thường tình, theo cái thói quen luân hồi, cái thường cận y duyên đó, thì chúng sanh đó sẽ cứ tiếp diễn sự sanh tử. Khi mà mình bị phiền não thì cái tham ái đó, là cái ái thì nó có, sẽ có thủ thôi, hễ mà ái thì phải có thủ thôi. Và cái phiền não tham đó là chính tập đế, và đưa đến cái khổ luân hồi trong tương lai. Và như vậy thì cái phiền não mà Đức Phật Ngài trả lời, cái phiền não ma là nó quan trọng đó, thì chính cái chư thiên ma nó cũng nằm ở trong cái phiền não ma đó. Chư thiên ma là mình hiểu rằng đó là cái thế lực chúng sanh, là có cái thế lực, và chúng sanh đó cũng bị phiền ngự trị, nên mình gọi là chư thiên ma. Chứ còn nếu mà nói rằng lâm thần ngộ pháp là, thì lúc bây giờ về đó thì đó phải có cái tâm, hay là chúng ta gọi là những cái bậc thánh tu the world như ông có một bà Wisakha, trời thánh chư thiên. Và những vị chư thiên này là những vị chư thiên hộ trì chánh pháp đắc lực, vì những vị này là vị thánh tu the world rồi. Thì theo ông nghĩ rằng như vậy thì cái phiền não ma muốn nói đến chính là cái phiền não ma, thì đó là cái chư thiên ma, hay là thiên ma. Vì những chúng sanh có cái quy lực đó mà chưa thoát khỏi phiền não, thì chính cái phiền não đó là tự khuấy rối vì đó tạo ra cái nhân ác, vì đó phải chịu quả khổ thôi. Bởi chúng ta thấy, chúng ta biết rằng đó, một cái vị nào đó mà khi mà phá phách, ví dụ chúng ta thấy như ngày Kundatana để phá hai cái vị thì khu hòa hợp đó, mà hai cái vị đó buồn phiền với nhau, thì sao này phải chịu cái quả là lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng. Như vậy thì chính cái điều đó là, nó đã là phá phách mình rồi. Chính cái phiền não mình nó sẽ phá phách mình trong tương lai, vì cái thiện quả, thiện cái thiện quả ác quả thôi, chứ không là cái là không có ngoài cái tâm thiện mà cái quả bất thiện, tâm bất thiện mà quả bất thiện thôi. Như vậy thì rõ ràng đó, bởi vì tuy rằng chúng ta thấy ác ma đó phá phật như vậy, nhưng mà thật sự là ác ma phá phật bằng cái tâm bất thiện, thì rõ ràng cái tâm bất thiện đó là phiền não, và nó cũng tự như là sắc sinh xé sẽ ăn lại sắc của vậy. Tức nghĩa là ma vương phá pháp Đức Phật, và ma vương phải chịu lấy cái hậu quả thôi. Thì điều này Đức Phật cũng khẳng định, ngài cũng đã nói với ma vương, cái ma vương ngăn cản người ta, không cho người ta đặt bát cũng dường như Đức Phật, đó là ma vương đã làm chuyện bất thiện rồi, phải chịu lấy cái hậu quả tương lai thôi. Thì điều đó Đức Phật này nhắc cho ma vương biết rằng, hãy mà cái tâm bất thiện thì cái quả bất thiện nó sẽ trổ sanh trong tương lai rồi. Vậy thì sắc nó sinh ra xé sẽ nó ăn lại sắc thôi, người gieo nhân thì nhân người thôi. Nhắc cho ma vương biết cái pháp, cái chân đế sự thật là như vậy đó. Bởi vì chúng ta thấy chúng ta còn luân hồi thì cái tâm thiện phải có cái tâm quả, cái tâm quả thiện nó tương ứng với cái tâm thiện. Tâm thiện hợp trí thì tâm quả hợp trí, mà tâm thiện ly trí thì tâm quả ly trí. Tâm thiện thọ hữu thọ hỷ thì cái tâm quả thọ hỷ, mà tâm hữu trợ thì cái tâm quả hữu trợ, mà hễ vô trợ thì tâm quả vô trợ. Nó đặc tính của cái pháp là như vậy. Thì theo con nghĩ rằng á, Đức Phật này nói rằng cái đó là cái phiền não rồi. Cái phiền não đó, thì cái phiền não là chính là cái phiền não ma, và nó sẽ tự phá, tự làm cho mình tự cản trở cái con đường giác ngộ giải thoát cho mình. Nó giống như sắt, nó sinh ra xét rồi xét nó ăn trở lại sắt thôi. Chúng ta sắt, sắt là một loại kim loại, nhưng mà thật sự nó tự sinh ra xét và xét nó ăn trở lại sắt. Nên chúng ta muốn bảo quản thì chúng ta phải sơn để cho nó đừng có sinh ra xét. Nếu mà sinh ra xét nó ăn lại sắt. Như vậy thì con nghĩ rằng nhé, cái ngã chấp đó, tôi hay là của tôi hay là tự ngã của tôi đó, nó nằm trong cái cương cỏ của phiền não, và cái phiền não ma đó là cái phiền não dẫn dắt mình luôn ngồi đau khổ. Và cái phiền não đó là chính cái phiền não ma, và đó là cái ma mà có quy lực đó. Là khi mình nói đến những chúng sanh tái sanh, quá sanh có quy lực, là chư thiên có quy lực đó, thì khi có phiền não đó thì trở thành chư thiên ma, và những cái vị đó làm những cái điều không tốt thì cũng nhận lấy cái quả không tốt, chứ không ngoài cái quy lực là các pháp vô vi. Dạ con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin tỉnh ngày hòa thượng. Sa thủ kính trình từ tòa pháp năng, xin được thỉnh sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 3. Không biết sư Nguyên Thông có ở trước bái và nghe được không? Một lần nữa, dạ vâng. Sư Nguyên Thông, chúng ta thấy rằng ngay cả một vị mà đã tu tập rất nhiều ba la mật, đã được dự báo là sẽ thành Phật, vậy mà còn tạo ác nghiệp,
thì điều này có cho chúng ta thấy được cái nguy hiểm của vòng luân hồi không? Phải chăng là khi mà chúng ta còn luân hồi đó, thì cái điều có thể xảy ra là dạ, kính thưa sư phụ, con nghĩ rằng bất kỳ một chúng sanh nào mà vẫn còn chấp ngã, có thể tạo nghiệp rất khó. Dạ, kính thưa sư phụ, có nghĩa rằng bất kỳ chúng sanh nào mà còn chấp ngã đó, thì người đó là đối tượng, có thể là đối tượng của ma vương. Chỉ trừ khi những người nào mà suốt thông câu ngũ uẩn, tức là không còn chấp ngã nữa, như là các bậc mà Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, là những vị đó là sẽ không bị là nằm trong cái sự kiềm chế của ma vương, là bởi vì những người đó đã thoát ly khỏi những cái sự chấp ngã rồi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Ngài Đề Bà Đạt Đa, mặc dầu đã là tứ thiền ngũ thông, biến hóa cũng thần thông như vậy, nhưng mà Ngài ta vẫn còn chấp ngã, vẫn còn tham lam. Và vì còn chấp ngã, còn tham lam, tức là đối tượng của ma vương. Vì vậy cho nên khi mà Ngài có nhiều cái thái độ mà là hỗn hào và hại Đức Phật, rồi khi mà sau này rồi Đức Phật nói là từ đây về sau Ngài Đề Bà Đạt Đa không thể nào gặp Đức Phật được nữa, bởi vì Đức Phật nói như vậy. Vì vậy cho nên người mà còn chấp ngã, còn cho rằng cái đây là tôi, cái này là của tôi, thì người đó luôn luôn vẫn là bị ma vương kiềm chế. Theo cái sự suy nghĩ của con là như thế. Con xin trao mai là chư sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói không đúng, chưa đủ. Và con chân thành tri ân chư vị lắng ta nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú cái trần sư Minh Thông. Thấy thư tòa tư quyền đã vào trong lớp học, không biết là thư tòa có nghe. Dạ vâng. Thư tòa tư quyền, người ta hay nói là nhân vô thập toàn, con người không ai hoàn hảo hết. Nhưng mà khi mà nói rằng Đức Bồ Tát, Ngài là một vị gọi là vô khuyết phạm, Ngài là một người có đời sống không có khuyết điểm, không lỗi lầm, thì cái không khuyết điểm, không lỗi lầm đó đó, ý chúng ta muốn nói điều gì về phương diện gì mà gọi là Đức Bồ Tát cũng như Đức Phật hoàn toàn không lỗi lầm? Thì xin cái tình sự tâm tư nguyện của khi chia sẻ một vài ý nghĩa về điểm này. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng, chúng được nghe rõ. Mời quý vị chúng con kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, Từ Giác Đẳng, Từ Tòa Pháp Tăng, Tòa Pháp Tân, Tòa Minh Hạnh, Đệ Đức Từ Tri, Đệ Đức Từ Đức Sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu chúng ta nói đến một cái sự trong sạch tuyệt đối ở trên thế gian này, chỉ có một người, đó chính là Đức Phật. Mà trong cái tịnh đức của Ngài, tức là quy xuất thiết của nó đó, chúng ta thấy là đã nói rằng từ tam nghiệp của chính Ngài không còn một cái gì nó trong suốt như pha lê. Chúng ta còn theo chúng sinh phàm phu thì không được một cái giá trị đó. Mà cái tịnh đức của, có thể nói rằng của các vị thánh luôn, các vị thánh tứ quả, là nó trong suốt như pha lê. Chứ đừng có nói chi mà đến Đức Phật toàn giác, Đức Phật tinh văn giác đệ tử của Ngài. Còn một ở cách khác, chúng ta thường nói để mà nấp né, nói để mà chúng ta vay mượn, để chúng ta nấp, chúng ta né nhân vô thập toàn, con người làm sao mà hoàn mỹ hết, thì nói cho nó qua chuyện. Chứ sự thật ra những con người hơn mọi người, và đặc biệt hơn mọi người, đó chính là Đức Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì một chúng sinh duy nhất thôi, chỉ một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường đó, trên thế gian bị ảnh phúc cho phần đông, thì an lạc cho phần đông, đó chính là Ngài. Bởi vì tam nghiệp của chính Ngài đó, về thân, về khẩu, về ý, không có một
một vết nhơ gì mà có thể gợi nhơ, có thể cản lại được, có thể làm ngược lại ý của Ngài. Không nói chi là lúc đã thành Phật, mà ngay cả đương còn là Bồ Tát đó, khi còn những cái chần chừ thôi mà ác ma đã chạy theo bên Ngài, dụ dỗ biết bao nhiêu là cái thú vui, biết bao nhiêu là cái dục tầm cầu để cho Ngài bị vướng mắc. Như điều quả thật Ngài sợ và Ngài bỏ chạy, tức là đi những cái thứ mà nó sanh phiền não. Còn cái mà chúng ta biết quên đối với Đức Phật, bởi vì Ngài hành động và lời nói của chính Ngài nó hoàn thiện ở đoạn đầu, hoàn thiện ở đoạn giữa, hoàn thiện ở đoạn cuối. Đó là tam nghiệp của chính Ngài. Từ thân khẩu ý của Ngài một cách vẹn toàn như vậy, cho nên có thể nó không có một khuyết điểm nào mà xuất hiện đối với Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài đã được một cái gì mà chúng ta gọi là cái vô ngại giải đó, hay hoặc là sơ thiện hậu thiện trung thiện, sơ thiện trung thiện hậu thiện một cách vẹn toàn. Cái tam nghiệp này thì chúng ta biết. Còn những con người vị nhân xuất hiện trên cuộc đời này mà chúng ta tự so sánh ngang bằng với vị thánh này, vị tôn sư kia, thì cái đó là tùy cái con người. Nhưng những con người đó cũng có bị những cái khuyết điểm như thế này, bị nhược điểm như thế nọ. Hoàn toàn đối với một vị Bồ Tát á, mà kiếp chót á, tức là kiếp cuối cùng để mà thành Phật chánh đẳng chánh giác á, là Ngài đã vô khuyết rồi, vô khuyết phạm mà không có một cái gì đó. Bởi vì từ cái vô khuyết phạm đó, từ phàm chuyển sang thánh thôi, những cái tâm phiền não của Ngài còn lúc còn phàm. Nhưng điều mà những cái tâm phiền não đó nó lại không có đưa đến cái sanh y, quả gì thuộc cho đời sau. Còn đến khi mà chứng thành quả Phật rồi thì, kính thưa quý vị, không còn một cái hành động, lời nói, ý suy nghĩ gì mà đến mà phải có một cái phiền não khởi lên. Chứ đừng nói chi sanh y cũng không có, mà phiền não khởi lên cũng không có. Chứ đừng nói chi mà sanh y cho đời sau. Bởi vì các ngài đến lặng phiền não. Ở cuộc đời này có vô buồn, cuộc đời này có sanh có tử, các ngài đã nhập vào bất tử, tức là nhập vào cái gì? Trạng thái tịch tịnh, vắng lặng, không còn phiền não. Ở có vui, có buồn, có khổ thì có hạnh phúc. Ở đây đạt đến một trạng thái niết bàn, tịch tịnh, vắng lặng, không còn phiền não. Bởi đứng trên cái nhìn tham ái, chúng ta mới thấy rằng chúng ta phải chấp chỗ này, chấp chỗ kia. Đứng trên cái nhìn tham ái của kiếp con người quá nhiều là hành động ác, cho nên chúng ta mới nghĩ rằng sẽ không bao giờ có con người. Có một số người ta nói bậc thánh còn có lỗi. Cái điều đó chúng ta nói, chúng ta phải nói thánh như thế nào? Bậc thánh còn có lỗi, nói vậy thì huống hồ phàm chi, huống hồ chi là chúng ta. Thì nói như vậy thì chúng ta phải hỏi tầng thánh nào có lỗi. Chẳng hạn như tầng thánh của sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, thì là xem như hết lỗi rồi. Giữ quả thì không còn lỗi nữa, vô lỗi rồi. Đó là nếu chúng ta phân tích một cách kỹ như vậy, thì bậc thánh đó, bậc thánh không còn lỗi lầm. Mà nếu như cái lỗi lầm đó phải lỗi lầm như thế nào nữa? Đối với cả bậc thánh hữu học, là chẳng hạn bậc thánh Tu Đà Hoàn, những cái lỗi chứ ngày là những cái phiền não bình thường thôi, chứ không có những cái phiền não do thân, do khẩu, do ý này mà kết quả gì thuộc đời sau, để đau khổ, để đọa xứ ở các cõi địa ngục bằng sanh Atula ngạ quỷ. Đây là chúng ta phải dứt khoát cho nó. Còn những cái thánh mà các vị thánh mà đời người tôn xưng thì chúng ta không nói. Thì dễ lắm mà, ngày hôm nay số 10 trên ông nào cũng lên làm thánh, bà nào cũng lên làm thánh được mà. Tự xưng mình là thánh thì là thánh thôi. Như điều cái thánh đó là đi thánh bằng lời nói, thánh trong giai đoạn rồi mai mốt chuyện gì thì thánh nó im lặng, thánh nó không nói, coi như là thánh nói thánh xạo, thánh lừa, thánh dối, chứ không có chuyện gì hết. Cho nên nhiều khi đó là người ta thường không có định vị ở một cái giá trị đó, mà người ta nói bằng cách tức là nó con người thì nhân vô thập toàn, không có hoàn hảo. Thì chúng ta nói bằng cách đó, nhưng điều mà sự thật ra có những con người thật sự là hoàn hảo, đó chính là bởi vì
bậc diệu hạnh thinh văn đệ tử, bậc chánh dân pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà mà thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi. Đấy đấy, thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm. Tăng là bậc tịnh hạnh, và đối các bậc thánh tăng tịnh hạnh tịnh giới thì một cách hoàn toàn, một giá trị tuyệt đối không hề thay đổi. Thì Sumatibano Phakavato Sāvakasaṅkho, Uchumatibano Phakavato Sāvakasaṅkho, Nyayamatibano Phakavato Sāvakasaṅkho, Samichipatibano Phakavato Sāvakasaṅkho, thì đó chính là một giá trị đã khẳng định trên ân đức của Tăng Bảo. Mà nếu như chúng ta nói trên tinh thần của Phật nữa thì là giá trị càng cao hơn, tuyệt đối hơn nữa, nó càng uy nghiêm và thuần khiết, nó trong suốt và nó không có một bọt, một miếng bọt ở trong một cái tấm pha lê hay là một cái tách pha lê như thế nào. Thì phải nói rằng cái sự trong sạch đối với cái bậc thánh tứ quả nó cũng như thế. Và Đức Phật thì dĩ nhiên là quá là siêu xuất rồi. À, thì kính bạch hòa thượng, con nghĩ rằng chúng ta nói là để nói cho nó nghĩa như vậy, để nấp, để né, nhắc lại. Chứ quả thật thì có những con người có một giá trị tuyệt đối như thế mà không hề bao giờ mà xây chuyển được. Cho nên con người đó mới là cao hơn, cao nhất trong tam giới này. Mà Sattha Deva Manusa năng là bậc thầy của nhân thiên phải là như thế chứ. Nếu như ngài có một lỗi lầm gì thì các vị chư thiên biết, các vị phạm thiên biết, người ta có thần lực người ta biết. Còn ở đây họ không dám có thể so sánh được. Còn việc ác ma thì bởi vì ác ma họ có cái tâm ganh tị, họ có cái tâm thật đố với nhiều. Để đó, cái việc ác ma này theo ngài 7 năm mà không tìm ra được, làm sao mà tìm được. Bởi vì ngài đã viên mãn pháp độ rồi, viên mãn cái quả vị rồi, và không thể tìm được. Và thì đây chính là cái câu trả lời thảo luận của chúng con là vậy. Nếu có gì cần mô tốt mình có đồng thỉnh qua thường. Nam mô Bụt Thầy giá. Xin bạch chư tôn đức, thưa quý Phật tử, cũng xin được tiếp theo lời của chư ô già thấy hòa thượng từ xưa. Dạ, sao thưa bạch hòa thượng từ xưa, hòa thượng hoan hỷ giải thích thêm ý nghĩa của cái pháp mà chúng ta gọi là cái chân lý không có sanh y hay là vô sự y. Tại vì đây là một điều mà thường thường rất ít khi được người Phật tử nói đến. Tại sao chúng sanh trong cuộc đời mà khi còn bám víu vào sanh y hay là bám víu vào sự y thì luôn luôn nằm ở trong cảnh giới của ma mà chưa đạt đến cảnh giới bất tử. Thì xin hôm nay Hòa Thượng Quang Hỷ trở lại để dẫn thêm đôi điều về ý nghĩa này. Kính cung thỉnh Hòa Thượng. Là một bậc thầy nhà. Xin lỗi chư tăng, vì từ nãy đến giờ chúng tôi mừng rộn mà có gia đình của thân mẫu của Thượng Tọa Thiền Phúc qua đời. Thật ra bà là tôn nữ ở chùa Xử Lý, do đó cho nên Thượng Tăng ở hai chùa, nhất là chúng tôi về Hòa Thượng Gia Sơn cũng có trách nhiệm mà phải sắp xếp này kia. Mặc dù buổi tối thì chúng tôi không có đi qua được, nhưng mà phải sắp xếp để sáng mai đi lễ v.v. Cho nên
từ nãy giờ không có mặt ở trước máy được. Trở lại vấn đề thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái danh từ gọi là vô sở y đó, đúng ra cái chữ upathi là sanh y, dịch là sanh y, nirupathi tức là sanh y hay là vô sanh y. Và như chúng tôi đã có trình bày, hình như là ngày hôm qua hoặc là hôm kia, chúng tôi có trình bày, chúng tôi nói về ba cái sự viễn ly, tức là thân viễn ly, tâm viễn ly và sinh y viễn ly. Thì cái gọi là sinh y viễn ly đó, tức là chỉ cho một cái vị A-la-hán viên tịch, cái đó là sanh y viễn ly. Còn khi mà mình còn sống, một vị tỳ kheo, một vị hành giả mà sống ở rừng, ở núi, nơi dưới một gốc cây, ngôi nhà trống, thì cái đó gọi là thân viễn ly. Còn gọi là tâm viễn ly, tức là nội tâm phấn lặng năm triền cái, gọi là tâm viễn ly. Còn khi mà kết thúc sanh tử luân hồi, không còn cái sự tái sanh nữa, thì gọi là sanh y viễn ly. Như vậy cái chữ sanh y viễn ly đó, nó đồng nghĩa với cái gọi là nirupathi. Chữ đi ra ở đây có nghĩa là không có, hay là vắng mặt. Và chữ upathi ở đây là sanh y, là chỉ cho cái attapha-quá. Attapha-quá tức là một cái cá thể, một cái đời sống mới. Nó đồng nghĩa với chữ upapattipha-quá tức là sanh hữu. Thì bất luận là sanh hữu đó là ngũ uẩn hữu, là sự tái sanh bằng tái sanh ở kiếp sống có đủ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, hay là tái sanh tứ uẩn hữu, là tái sanh gọi vọng thiên vô sắc, chỉ có thọ tưởng hành thức. Hạnh thức còn nhất quẩn hữu là cái sự tái sanh ở cõi vô tưởng, chỉ có sắc quẩn mà thôi. Thì trong ba cái trường hợp ngũ quẩn hữu hay là ngũ quẩn sanh, tứ quẩn hữu hay tứ quẩn sanh, nhất quẩn hữu hay nhất quẩn sinh, nó được gọi upathi là sanh y. Cho nên khi mà chúng ta nói nirupathi là vô sanh y hay vô sở y, là chúng ta nên hiểu rằng đây là sự viên tịnh niết bàn, sự viên tịnh niết bàn. Ở
Ở trong bài kệ mà Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời, Ngài đã nói với Ác Ma là những người đến bỉ ngạn Vechana Paragamino, đến bỉ ngạn là người đối với người mà họ đạt đến bờ bên kia đó, hỏi về cảnh giới bất tử. Mà chú Thầy Văn Phương Trần Tiết là những người đã hỏi về cảnh giới bất tử thì Ngài sẽ trả lời rằng Văn Sạch Trăng Tăng Nirupati Nirupatinti chân lý đó là vô sanh y. Hãy đạt đến cái cảnh giới bất tử đó, tức là vô sanh y, cảnh giới bất tử amata hay là amachu là không có sinh tử luân hồi nữa, thì cái không sinh tử luân hồi có nhiều tên gọi lắm thưa quý vị. Thì cái đó gọi là nirupati. Thì cái câu này cũng dễ hiểu thôi chứ không phải là khó. Có hiểu, chúng ta chỉ cần dịch được cái nghĩa của cái chữ vô sanh y trong cái chữ Hán, và chúng ta hiểu được cái nghĩa sanh y, thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu. Khi mà chúng ta còn sanh tử luân hồi là chúng ta chưa thoát được cái ma giới hay là cái tử thần giới gọi là bát chú thế gian, chúng ta chưa thoát được. Nhưng mà đến khi mà đạt đến bờ bên kia rồi, paragami tức là đáo là bỉ ngạn, đáo bỉ ngạn là đạt đến bờ bên kia rồi đó, thì lúc đó là chứng niết bàn. Do vậy cho nên niết bàn có hai cái tên gọi, một là amachú thay dân, tức là cảnh giới bất tử, hai là nirupati là vô sanh y. Đó là tên gọi của niết bàn. Mà người mà đạt đến cái chân lý vô sanh y hay là đạt đến cảnh giới bất tử thì người đó được gọi là paragamino. Paragami tức là số ít, paragamino số nhiều, cho chữ chana, dê chana là nó bị ngạn, là đạt đến bờ bên kia. Chỉ có như vậy thôi thưa quý vị. Thì chúng tôi xin được chia sẻ và lời để giải thích cái ý nghĩa cụm từ sách chăng nirupati. Ở đây nó cũng không phải là vấn đề khó, nhưng mà chúng ta nhớ chữ sách chăng trong trường hợp này phải hiểu là paramattha sách chăng, paramattha sách chá. Vì niết bàn là một cái pháp chân đế, và cái chân đế này là chân đế vô vi. Như vậy xin kính thỉnh vừa thượng giáo đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy dạ. Sa thú kính trình và tương tự sư sư bạch hòa thượng và thượng quan hỷ trả lời thêm một câu rồi thượng đi nghĩ là trong một cái bản sớ giải đó, thì nói là ma vương khi mà ngồi buồn trước khi mà sau khi mà nói chuyện với Đức Phật đã đi đến một cái nơi ngồi xuống gần đó và đã lấy cái cây gạch xuống đất. Gạch không phải là một cách gạch bình thường, mà gạch là trong sự tính toán là còn có bao nhiêu điều mà chưa được giống như Đức Phật, chưa bằng Đức Phật được, tức là có sự so sánh giữa Ma Vương với Phật đó. Thì có một vị sư nói rằng
Nếu mà Ma Vương mà biết so sánh như vậy đó, thì quả thật là trí tuệ Ma Vương cũng dữ dội lắm, chứ không phải là tầm thường. Thì Hòa Thượng Từ Siêu có đồng ý như vậy không? Kính thưa Hòa Thượng. Thật ra thì Đại chúng ta cũng đọc ở trong sơ giải đó, nhất là cái bộ sơ giải của cái bộ Putta Quan Sát. Putta Quan Sát là một trong 15 tập của Tiểu Bộ Kinh. Thì ở đây nói về Ma Vương đó, trong tương lai Ma Vương cũng là một trong 10 vị Phật ở tương lai gần đây nhất, bắt đầu kể từ Đức Phật Maitreya trở đi, thì Ma Vương cũng sẽ là một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Và nếu là như vậy thì cái chuyện mà Ma Vương ngồi gạch trên đất và tính toán xem coi mình thua sút Đức Phật ở chỗ nào, còn những điểm yếu nào, thì trong trường hợp này cũng không phải là, không phải là chuyện khó hiểu với chúng ta. Tại vì chúng ta cho cái vị thiên tử này đặt cho cái nickname gọi là Marat, cho nên chúng ta gọi là ma, gọi là ma thì nghe kỳ quá, cho nên chúng ta có cái ấn tượng là người xấu, mà hãy là cái người ác xấu thì phải là cái người ngu dốt thiểu trí vân vân, nhất là cái người mà hay phá hoại Đức Phật ha. Mình chúng ta nói tâm ma tâm Phật, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chữ ma theo dân gian đó là người ta chỉ cho cái ở bên cái lẽ tà, bên cái tà, còn Phật là bên chánh. Mà tà thì không bao giờ chúng ta lại có cái thiện cảm, hay là chúng ta lại có cái sự quan hỷ để đánh giá cao. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng từ gọi là từ gọi về cái hành vi vậy chứ, nhưng mà bản thân người đó họ cũng, bản thân người chúng sinh đó họ cũng có trí tuệ, có hạ tê đang thực hành pháp A La Mật, mình đâu có biết được. Cho nên thật sự là Ma Vương cũng thể nói, cũng có thể nói là có trình độ cao, cũng có thể nói là có trình độ cao chứ không phải là thấp đâu. Và sẵn đây chúng tôi cũng nói thêm là khi mà chúng ta nhận xét về, đánh giá về người, là chúng ta phải hiểu biết rõ về cái con người đó, tận cùng từ nơi cái đức hạnh, cái trí tuệ hay là cái thành quả trong tương lai, chứ người ta đánh giá cái đó chứ chúng ta không, một là chúng ta không nên có cái định kiến do cái tên gọi của người đó xấu quá. Hai nữa là chúng ta không thể đánh giá người đó chỉ vì cái thân tướng xấu quá. Hoặc là họ xuất thân từ cái nơi mà thấp thổi, rồi chúng ta coi thường. Rồi ba cái đó chúng ta phải chú ý. Thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một vài điều trong câu thảo luận. Mới đây câu thảo luận số 6 Câu thảo luận số 6 và Thượng Giác Đẳng Vị Nêu Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trực Thượng Tự Sư, để Thánh Sư Vinh đi nghỉ. Thì giờ còn lại thì Sư Đệ sẽ có một vài điều để chia sẻ với quý Phật tử trong lớp học ngày hôm nay.
Thưa quý vị, chúng ta đọc câu chuyện này được xảy ra vào tuần lễ thứ năm sau khi Đức Phật thành đạo, là ngày đã trở lại cội cây Nirodha. Cái cội cây này là nơi mà thường những người chăn dê hay tụ tập ở đó. Do đó cái cội cây là Acapala Nirodha, tức là cội cây đa của những người chăn dê. Và trong tuần lễ thứ năm này thì Ác Ma đã đến gặp Đức Phật đôi lần. Bài kinh này và rồi bài kinh kế tiếp là kinh Ma Nữ hay là kinh Con Gái của Ma Vương ấy, thì chúng ta đọc thêm cũng xảy ra ở đại đây. Có một điểm mà chúng ta thấy được ở trong kinh, mà đâu đó chúng ta ít khi mường tượng, là tâm tư của chúng ta nó luôn luôn muốn mình trở thành một ai đó và mình được cái gì đó. Cái này gọi là upatthi hay là sanh y hoặc là gì là sở y. Không có điều đó thì chúng ta cảm thấy được sống nhạt nhẽo vô vị. Cũng giống như là quý vị để ý có những người họ có tiền thì họ luôn luôn nghĩ đến chuyện đi mua sắm. Những người có tiền thì họ luôn luôn muốn nghĩ rằng mình phải dùng đồng tiền để mình có được cái gì đó gọi là mặt mũi trong thiên hạ, hoặc là mua danh, hoặc là kiếm lợi. Cái đó là những sự y rất là dễ thấy. Nhưng mà nó lại có những sự y khác. Chúng ta đưa ra một hình ảnh là mình muốn rằng mình sẽ là người như thế này, hoặc giả là mình sẽ được như thế kia. Đó là một cái chân dung được đưa ra. Thật ra đó là một ảo giác, nhưng mà chúng ta chạy theo ảo giác tất cả cuộc đời của mình. Từ cái cách ăn, cách mặc, đời sống, thậm chí cho đến đời sau nữa. Ở đây chúng tôi nói điểm này, quý Phật tử nghe cũng hơi kỳ, nhưng mà có những người đang sống bình thường vậy đó, nhưng mà họ cố gắng họ đưa ra một hình ảnh là tôi chết đi thì đám tang sẽ như thế này, đám tang sẽ như thế kia. Họ rất bận lòng về những cái chuyện đó. Đang sống nhưng mà rất là bận lòng khi mình chết mình sẽ chết như thế nào, rồi mình muốn trước sau mình sẽ sinh ra như thế nào, muốn ngày mai mình sẽ ra sao, muốn cuối tuần này mình sẽ như thế nào. Và đa phần những gì mà chúng ta hướng về tương lai, nó dựa trên một số những cái hình ảnh được phóng ra. Những hình ảnh được chiếu phóng ra này đó, nhiều khi rất nghèo nàn, nhiều khi chúng ta hoàn toàn thích thú về nó, nhưng mà chứ không, chúng ta không hiểu nó là gì. Có lẽ quý vị nào mà đã từng nghe chúng tôi thuyết pháp nhiều lần đó, thì chúng tôi có một cái, chúng tôi từng kể câu chuyện là hồi nhỏ đó, chúng tôi đi hớt tóc. Một tháng bị mẹ cho ít tiền đi hớt tóc. Và chúng tôi nhớ rằng cái bác mà bác hớt tóc á, thỉnh thoảng bác mua trong bác lấy cái gì đó,
thì cái mà chúng tôi thích nhất là quay cái ghế, để ghế hớt tóc ngồi thì quay tròn. Và chúng tôi nghĩ rằng lớn lên mình có tiền, chắc chắn mình sẽ mua cái ghế như vậy. Chứ mình ngồi mình quay tròn cả ngày chắc hạnh phúc. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái ước mơ rất là ngây thơ. Mà nói thưa, đời sống bên ngoài cũng là vô tội của tuổi thơ. Nhưng mà cũng cho chúng ta thấy một điểm như vậy là hồi còn nhỏ mà leo lên được chiếc ghế của thợ hớt tóc, ngồi mà lấy chân đạp rồi quay tròn thích lắm. Ở trên đời không có cái gì hạnh phúc như là quay chiếc ghế đó. Nhưng mà rồi bây giờ trong phòng chúng tôi chỗ làm việc cũng có chiếc ghế tương tự như vậy. Nên là chiếc ghế mà chúng tôi đang ngồi để nói chuyện với quý vị đây, nó cũng có thể quay tròn như vậy. Nhưng nếu bây giờ mà không cần chúng tôi lên chiếc ghế đó quay cả ngày, ngồi chiếc ghế đó quay phải chừng 10 phút thôi, thì mình thấy mình hơi không có bình thường rồi. Thế sao vậy? Không phải là tất cả. Nhưng mà ở lúc nào đó thì chúng ta nghĩ rằng nó hay, nó đẹp, nó lý tưởng. Cũng như câu nói của ông bà ngày xưa, nói rằng cái vòng danh lợi công công, kẻ hồng ra khỏi người mông chui vào. Con người lúc mới sinh ra mới học hành được đôi chút rồi, thì cũng mong là biết này chiếc kia. Nhưng mà khi mà chúng ta có dịp để xem lại, nói về các cái triều đại vua chúa đó, thì ở trong triều nào là những vị thái giám cung nữ, nào các vị quan từ nhất phẩm đến cửu phẩm, rồi kể cả thừa tướng, kể cả quốc sư, kể cả vua chúa. Chúng ta chỉ cần có một bộ phim thôi thì chúng ta thấy rằng chức gì, vai trò gì, địa vị gì thì đúng là nó cũng là hư ảo, đúng là nó chỉ là hệ lụy. Ở trong cuốn phim người ta đưa ra một vài nhân vật, thỉnh thoảng có những nhân vật vô tài vô đức đi định bỡ, có những nhân vật luôn luôn sống bám với danh lợi, đi mua ăn hối lộ cũng làm quan. Và nhìn trong cả một cái quan trường này, thì nếu chúng ta có cái nhìn tỉnh táo, chúng ta thấy ngán ngẩm nhiều hơn. Chúng ta nhớ rằng ở hải ngoại nó có một thời gian có cái phong trào là người Việt Nam ở đây rất là thích lập những cái tổ chức hội này hội kia, họ lập với nhau để khi mà đi ra ngoài hội họp thì được giới thiệu là ông này là hội trưởng của tổ chức này, bà kia là chủ tịch tổ chức kia, vân vân. Có gọi là có chức danh gì và người ta điên cuồng về điều đó, người ta chửi với nhau về điều đó và người ta sống chết vì điều đó. Nhưng mà kỳ thật khi thời gian nó trôi qua rồi, bây giờ nghĩ lại những cái đó nó không là cái gì cả, nó không là gì cả. Vài ba người họp lại lập một cái hội ái hữu, lập một cái hội này hội kia để làm gì? Để mà có cái danh xưng đi đó đi thôi, để tụ họp ăn uống vậy thôi. Nhưng mà người ta vẫn tiên đảo, người ta vẫn chết sống, người ta vẫn lầm lộn bám víu tiên đức vì những cái gọi là cái hư danh như vậy. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nói đến khác ái. Khác ái thì nó bao gồm là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái tức là sự tham luyến dính mắc đối với những gì khả ái khả ý, như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, là dục ái. Nhưng mà hữu ái và phi hữu ái đó là mình mong muốn có cái này và mong muốn không có cái kia. Đừng là thế này mà hãy là thế kia. Cái sự mong muốn đó nó thật ra đa phần là những cái kết quả, những tư duy nghèo nàn. Nghèo nàn giống như chúng tôi nói rằng hồi nhỏ mà thích cái ghế của bác tóc mà nghĩ lớn lên mình có tiền mình sẽ mua được cái ghế như vậy, mình ngồi quay tròn là hạnh phúc rồi.
Thật ra thì nó là một cái tư duy rất là nghèo nàn, nhưng mà nó làm cho chúng ta thích thú. Ở trong đời của chúng ta, thưa quý vị, không phải chỉ có một, mà có trăm muôn ngàn thứ những cái dự phóng của chúng ta về tương lai mà chúng ta chạy đuổi theo đó, chúng ta điên đảo với đó. Đó là lý do tại sao Đức Phật ngày dạy chúng ta nên tập sống với hiện tại, tập sống nhìn vào hơi thở, tập sống cảm nhận một cách trọn vẹn với giây phút này, với những gì đã xảy ra ở trong chúng ta, chung quanh ta. Tại vì sao vậy? Đó là một cái phương cách đưa chúng ta trở về với thực tại. Ban đầu thì chúng ta thoải mái, chúng ta thích vừa đi vừa mơ mộng về tương lai, và chúng ta thấy hiện tại rất là nghèo nàn. Hiện tại rất là nghèo nàn. Một hình ảnh mà chúng ta vẫn thường nghe nhiều ở trong cái chuyện tích của kinh điển, mà sắp tới chúng ta cũng sẽ được nghe trong lớp pháp cú, đó là một vị sa di đứng quạt hầu một vị A-la-hán. Vị A-la-hán đó vừa là vị thầy mà cũng là người bác của mình. Vị sa di vừa quạt hầu nhưng mà trong tâm có chút buồn, là hồi trưa này, hồi sáng đi vào làng khất thực thì có một người đàn tính dâng cho một sắp vải để mê y, và sắp vải rất là tốt. Thì vị này đem trở về và dâng lên cho vị sư bác. Nhân lên với lòng thành, nghĩ rằng sư bác là một vị đạo cao đức trọng, và mình cũng thương, vì là thương là bác phục của mình. Nhưng mà rồi vị sư bác cũng là vị A-la-hán, vì đấy nói rằng ta đã có đủ rồi, không cần có hãy giữ đó đi. Thì vị này rất là buồn, cái tâm phật phu mà vừa đứng quạt cho vị sư bác mà cái tâm nó cứ thả bình bộc. Mình tu là do mình thương, mình kính sư bác, nhưng mà sư bác có vẻ không thương kính mình. Chắc mai mốt rồi mình hoàn tục, rồi mình hoàn tục lấy gì ăn? Thôi thì mình có sắp phải người ta mới cho mình đem đi mình bán đi. Rồi mình mua bò, sắp phải này cũng mua được cặp bò, con đực, con đái, rồi bò rồi sinh ra con, từ vài ba con sinh ra một đàn bò. Có đàn bò thì mình sẽ bán một ít với vợ, sinh con vân vân. Mà cái ý tưởng miên man nó cứ tiếp tục đẻ ra, nó cứ tiếp tục khai triển, cho đến khi cái vị sa di này nghĩ đến cái chuyện mình mà dẫn bà con đi chùa mà con mình nó hư hỏng, nó quậy giống như là những đứa trẻ khác chứ mình đập đó. Và vừa nói xong cái quạt lại đập vào vị sư bác. Thì vị sư bác tức là vị A-la-hán ngồi đó, nhưng mà ngài vẫn đọc được cái tâm của người cháu. Và khi bị người cháu lấy quạt vào mình đó, thì ngài nói nhỏ rằng: sao con ngươi không đánh mà lại đánh ta? Và người cháu còn xấu hổ bỏ chạy. Câu chuyện đó chúng ta học nghe như một chuyện hài, nhưng mà đó là cái tâm thái của tất cả chúng ta. Tức là nó lan man, nó dự phóng, nó sản sinh liên tục ra những ước mơ này, những điều kiện kia. Và thậm chí có khi nó hoàn toàn không có thật, nhưng mà chúng ta thích, chúng ta mong có được. Và quý vị mong kỹ trời cho chúng tôi một chút nha. Dạ.
À, xin lỗi quý vị có nghe lại không? Dạ. Chúng tôi định có một điều nữa chúng tôi cần trên bài, nhưng mà bây giờ thì phải ra bên ngoài, tại vì thưa quý vị, người ta mang, hôm nay người ta mang chiếc xe máy cày lớn để xuống để làm việc đó. Bây giờ chúng tôi phải ra nhận chiếc xe. Không có giúp được là liên quan đến Ma Vương. Ác Ma đã đến, đã theo được Thế Tôn 7 năm nhưng mà không tìm được khuyết điểm của Ngài. Thưa quý vị, ngày mai này, thứ năm, chúng ta sẽ có môn Thắng Pháp Phổ Thông và chúng tôi là vị giảng sư. Kính Đại Lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng đông đông thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã biên soạn giáo trình cũng như kết thúc phần cuối để chúng con nghe hiểu, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu con tu nữ Như Pháp. Xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tăng đức đã mở lòng mi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì tâm tuân kỵ, không làm các ác nghiệp, phương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt sẽ yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành dạy hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Con thành kính lãnh lễ tri ân với Ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nghiệp lành từ khẩu ý thân.